Chàng rể đại gia, Chu Dương. Chương 426, tự cao tự đại. Ừ, Chu Dương, chuẩn bị xong chưa? Giang Yến còn chưa nói gì, chị Linh đã lên tiếng, nhìn thấy mọi thứ đã được sắp xếp xong, cũng hài lòng gật đầu. Hiển nhiên, thành ý của nhóm người Chu Dương, chị Linh hoàn toàn hài lòng. Bằng không, cô tuyệt đối không cho Giang Yến trở thành người đại diện hình ảnh. À, đúng rồi, nhiếp ảnh ra đâu? Các cô chắc hẳn là phải mời nhiếp ảnh ra chứ nhỉ? Đột nhiên, chị Linh hình như phát hiện ra gì đó, lông mày nhíu lại, khẽ hỏi. Chu Dương giờ mới phát hiện, đã nói rõ là sẽ mời nhiếp ảnh ra tốt nhất của Tương Tây tới, đến bây giờ, ngay cả nhân vật chính Giang Yến đều đã đến rồi, nhiếp ảnh ra vẫn chưa thấy đâu. Chuyện gì đây? Chu Dương nghiêng đầu nhìn Trương Tâm Di, sắc mặt cũng không tốt lắm. Dù sao đây cũng là sơ suất của bọn họ. Sắc mặt Trương Tâm Di lúc này đã vô cùng khó coi, trên trán toát ra vài giọt mồ hôi. Để tôi liên hệ lại với đối phương, có thể là trên đường gặp vấn đề gì rồi. Trương Tâm Di vẫn muốn xem đối phương giải thích thế nào, cô gọi một cuộc điện thoại, sau gần một phút, điện thoại sắp tự động ngắt, đối phương mới chịu nghe máy. Dương tiên sinh, không biết lúc nào anh mới đến, chúng tôi ở đây chuẩn bị xong xuôi hết rồi, nhân vật chính cũng đã tới, chỉ đợi mỗi anh thôi. Trương Tâm Di hạ giọng nói, ngay cả ngữ điệu cũng vô cùng kính cẩn. Suy cho cùng, đối phương cũng là nhiếp ảnh gia giỏi nhất ở Tương Tây, không chỉ có danh tiếng lớn ở đây, mà tên tuổi cũng vang xa trên toàn quốc, có rất nhiều fan hâm mộ. Lần này, Trương Tâm Di tốn không ít sức lực, thậm chí đã phải dùng các mối quan hệ mà cô đã có được khi còn là quản lý tại Mỹ phẩm Mỹ thần của Trương gia, mới có thể mời được đối phương. Vội cái gì, mới sáng sớm thế này, không để người khác ngủ hả? Đợi tôi ngủ đủ tôi sẽ đến, mấy người cứ chờ là được. Ngữ khí đối phương cực kỳ không tốt, hùng hùng hổ hổ nói xong liền trực tiếp cúp máy. Trong nháy mắt, sắc mặt Trương Tâm Di trở nên vô cùng khó coi, thậm chí mơ hồ mang theo một tia tức giận. Có chuyện gì đấy? Lúc này, Chu Dương cũng nhìn ra có điều không đúng, lẽ nào tên kia tự cao tự đại, muốn tăng giá? Chu Tổng, đối phương muốn ngủ thêm lúc nữa mới đến, còn nói chúng ta cứ đợi đi. Trương Tâm Di chật vật nói, sau khi nói xong đầu cúi thấp xuống, biểu lộ sự áy náy, tự trách. Suy cho cùng, người đó cũng là do cô mời tới, xảy ra chuyện này trách nhiệm cũng thuộc về Trương Tâm Di. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Huống hồ, bây giờ Trương Tâm Di đã hiểu rõ được thân phận của Giang Yến, Chu Dương có thể thỏa thuận hình tượng người đại diện với cô ấy thì lại càng thêm coi trọng. Nếu như bởi vì mình mời nhiếp ảnh ra này mà làm cho hợp đồng người đại diện hình ảnh lần này bị lỡ dở, thì cho dù Chu Dương không trách cứ cô, trong lòng Trương Tâm Di cũng sẽ tự cảm thấy có lỗi. Khẩu khí lớn quá nhỉ, thế mà lại đùa giỡn với chúng tôi, Chu Dương, đây là thành ý của các cậu đấy hả? Giang Yến còn chưa nói gì, chị Linh ở một bên đã nhịn không được tức giận mắng. Hiển nhiên, tên nhiếp ảnh ra láo sự kia đã khiến cho cô nổi cáu, lại càng giận cá chém thớt lên người Chu Dương. Chị Linh, Chu Dương cũng không phải là cố ý, vả lại, em cũng từng nghe nói, đối phương là nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất tỉnh Tương Tây, tính khí nóng nảy chút là đương nhiên rồi, hay là chúng ta đợi một chút đi, dù sao thì cũng không có việc gì để làm. Giang Yến kéo cánh tay chị Linh, nhỏ giọng khuyên nhủ. Nhưng lúc nói lời này, dĩ nhiên Giang Yến không dám nhìn vào mắt của chị Linh. Thậm chí, ngay cả âm thanh nói ra cũng vô cùng nhẹ nhàng. Điều này đã thu hút được sự chú ý và nhạy bén của chị Linh. Tiểu Yến, em như vậy là sao? Đổi tính rồi hả? Nếu như hồi trước, em còn nóng nảy hơn chị nữa đấy, bây giờ còn nói giúp người khác sao? Chị Linh vô cùng kinh ngạc, theo như sự hiểu biết của cô đối với Giang Yến không có khả năng nói ra những lời như vậy. Bây giờ tên nhiếp ảnh gia kia tự cao tự đại như vậy, Giang Yến không những không nổi giận, ngược lại là vẻ mặt hòa nhã, hình như thật sự không hề để tâm. Thậm chí ngay cả việc đợi ở đây một lúc cũng không có vấn đề gì. Chị Linh nghĩ đi nghĩ lại đều cảm thấy hết sức kỳ quái, hơn nữa, Giang Yến lúc này còn không dám đối diện với cô. Tuyệt đối là có vấn đề. Trong lòng chị Linh khẳng định chắc chắn, thế nhưng nhất thời không nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu. Mà một giây tiếp theo, khi ánh mắt chị Linh nhìn đến Chu Dương, toàn bộ nghi hoặc trong lòng nháy mắt đều tan biến. Thì ra là bởi vì cậu ta. Nhìn qua có vẻ như Giang Yến bỏ qua cho tên nhiếp ảnh ra, mà trên thực là đang giúp Chu Dương giải vây, hơn nữa, cô ấy chủ động muốn ở đây chờ, chẳng qua chỉ là muốn ở bên Chu Dương lâu hơn một chút.
Giang Yến em giỏi lắm, thế mà lại trở nên hư hỏng như vậy, đây có còn là Tiểu Yến trong lòng chị không hả? Chị Linh tức giận thở gấp, nghĩ phải trách mắng Giang Yến một trận ra hồn, nhưng giờ đang ở địa bàn của người khác, cô cũng không thể làm gì. Làm gì có đâu chị Linh, bây giờ là lúc nào rồi chứ lại còn có tính tình xấu như vậy, dù sao thì chúng ta cũng không có chuyện gì mà, huống hồ, lần này em cũng muốn ăn thử mấy món mới, chị đừng tức giận nữa mà. Giang Yến nào biết rằng chị Linh đã thấy rõ toàn bộ, vẫn còn nhỏ giọng khuyên nhủ. Ừ, được thôi, chẳng qua cái tên nhiếp ảnh gia kia, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, nhiếp ảnh gia tốt nhất tỉnh Tương Tây là Dương Chiêu Đình hả? Chị Linh nhìn Trương Tâm Di đang tự trách mình, lạnh lùng hỏi. Nếu Tiểu Yến một lòng muốn bảo vệ Chu Dương, vậy thì chị Linh chỉ có thể thay đổi mục tiêu, đem tức giận nhắm vào tên nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất Tương Tây kia. Vâng, không sai. Trương Tâm Di vẫn chưa kịp phản ứng, điện thoại trên tay đã bị chị Linh lấy đi mất, chị Linh rất nhanh trực tiếp gọi một cuộc điện thoại. Ai đấy, sao phiền thế, không phải là đã nói rõ với cô rồi à, đợi tôi ngủ đủ rồi tôi sẽ tới, các người ngay cả đợi một lát cũng không đợi nổi hả? Sau khi điện thoại được kết nối, trong nháy mắt giọng nói của Dương Chiêu Đình từ điện thoại vang lên, âm thanh tràn đầy phẫn nộ và bực bội, còn có chút mệt mỏi. Trương Tâm Di sững sờ. Cô tuy không biết thân phận của chị Linh, nhưng nhìn thấy cô ấy lấy điện thoại của mình gọi cho Dương Chiêu Đình, nhất thời trong lòng vẫn cảm thấy rất căng thẳng. Dương Chiêu Đình sẽ nghĩ đây là cô đang phát tiết sự bất mãn, sau đó hủy bỏ hợp tác. Dẫu sao, Trương Tâm Di cũng biết, Dương Chiêu Đình căn bản không quan tâm một lần hủy hẹn, đối với hắn, đây chỉ là chụp một bộ ảnh tuyên truyền hình tượng người đại diện, nếu có hủy hẹn thật thì căn bản bồi thường cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Hiện giờ điều Trương Tâm Di lo lắng là sợ cái người gọi là chị Linh này không biết tình huống cụ thể, mạo muội đắc tội đối phương. Tiểu Đình Đình, có biết chị là ai không? Gan cậu dạo này to quá nhỉ, thế mà lại dám bày ra vẻ tự cao tự đại, có biết cậu đang làm gì không hả? Cậu muốn chị đây phải ngồi đây đợi cậu sao? Cho cậu nửa tiếng, nếu không thấy cậu đâu, thì sau này cậu ra đường nhớ kêu vệ sĩ theo, cẩn thận không biết tên bắn lén từ đâu tới, bắn chết cậu đấy. Chị Linh lạnh lùng nói, giọng nói uy nghiêm đáng sợ, nhưng nghe vào lại thấy khí phách vô song. Trương Tâm Di đứng ngẩn người, bộ dạng khiếp sợ, cô ấy căn bản không dám tưởng tượng, cuộc nói chuyện vừa rồi là từ miệng chị Linh nói ra, mà khi nghe thấy lại ngang ngược bá đạo như vậy. Không chỉ Trương Tâm Di, ngay cả Chu Dương cũng hết sức kinh ngạc. Chương 427, Dương Chiêu Đình. Mặc dù biết chị Linh này rất có thể là một tiểu thư đại gia tộc nào đó, nhưng lời này nói ra từ miệng cô cũng thật sự khiến người khác thay đổi cách nhìn. Cô ấy hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài của mình. Bên ngoài nhìn có vẻ đáng yêu, gợi cảm, nhưng thực tế e rằng khí phách có một không ai, luôn có dáng vẻ chỉ có tôi độc tôn. Chu Dương bất giác nhìn Giang Yến, nhưng Giang Yến chỉ nhìn lại anh bằng ánh mắt bất đắc dĩ và vô tội. Trong chốc lát, đầu kia điện thoại Dương Chiêu Đình trở nên yên lặng. Tựa như có một trận mưa bão sắp nổi lên. Còn hiện giờ là quang cảnh bình yên trước sông bão. Thậm chí Trương Tâm Di đã chuẩn bị sẵn, nếu Dương Chiêu Đình tức giận cô nhất định sẽ chủ động nói xin lỗi, cố gắng hết sức không để chị Linh bị ức hiếp. Nhưng một giây sau, trong điện thoại di động vang lên tiếng nói của Dương Chiêu Đình, tất cả mọi người đều ngẩn người ra. Chị là, chị Linh. Vãi, chị Linh, sao chị lại ở đó? Đó không phải là một cửa hàng tồi tàn sao, chị Linh, sao chị lại đến đó? Không phải chị đến chụp ảnh quảng bá người đại diện chứ? Việc này không hợp với tác phong của chị. Dương Chiêu Đình không chỉ không tức giận mà còn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, thậm chí trong giọng nói đầy vẻ không tưởng tượng nổi, một cửa hàng nhỏ như cửa hàng của công ty danh Dương vốn không xứng với chị Linh. Cậu đang nói gì vậy? Tôi chỉ cho cậu nửa tiếng, bây giờ đã qua 2 phút rồi, cậu còn 28 phút, quá giờ thì không đợi nữa. Chị Linh cười khẩy, không nói nhiều lời mà chỉ nhìn đồng hồ. Báo thời gian xong rồi cúp điện thoại. Trả lại di động cho Trương Tâm Di đang sững sờ, chị Linh lắc đầu thấy chẳng có gì thú vị, hơi tiếc nuối khi giả ngầu mà chẳng ai thưởng thức. Chị Linh, chị. Trương Tâm Di khó khăn lắm mới phản ứng được, vội vàng cầm chặt điện thoại, nhìn về phía chị Linh, càng cảm thấy căng thẳng hơn, nói năng cũng run rẩy. Dù sao Trương Tâm Di cũng biết, Dương Chiêu Đình một người luôn tự cao tự đại coi trời bằng vung ở Tương Tây, tuy không biết hắn dựa vào đâu. Nhưng Trương Tâm Di biết cho dù là con cháu của năm gia tộc lớn, khi gặp Dương Chiêu Đình cũng phải khách sáo, không dám làm sằng làm bậy. Nhưng bây giờ, trước mặt chị Linh, Dương Chiêu Đình lại trở thành một em trai nhỏ,
hơn nữa còn không dám mở miệng tranh luận. Điều này khiến Trương Tâm Di nhất thời cảm thấy mơ hồ. Chu Dương cũng vậy, nhìn dáng vẻ vô cùng bá đạo của chị Linh, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Rốt cuộc chị Linh này có lai lịch thế nào, tại sao trông lợi hại đến vậy? Nhưng đối phương không nói, Chu Dương cũng sẽ không truy hỏi đến cùng. Nói cho cùng, anh và chị Linh này cũng không thân thiết gì, tất cả đều vì có người trung gian là Giang Yến, hai người mới có thể nói với nhau vài câu. Với tình hình này, chị Linh đã nói cho Dương Chiêu Đình nửa giờ, vậy thì khả năng lớn đối phương sẽ đến trong vòng nửa giờ nữa. Mọi người nghỉ ngơi đi, phải đợi thêm nửa tiếng thì đứng cũng thấy mệt. Chu Dương cười nói, bảo Trương Tâm Di lập tức đi sắp xếp. Từng giây từng phút trôi qua, không chỉ Trương Tâm Di vẫn luôn canh thời gian, mà đến cả Chu Dương thỉnh thoảng cũng nhìn đồng hồ. Vù, xẹt, đột nhiên, tiếng xe thể thao vang dội cách phố đi bộ không xa. Ngay sau đó, một chiếc xe thể thao Aston Martin với hình dạng rất ngầu quét ngang trước cửa hàng trụ sở của công ty Danh Dương, khó khăn lắm mới dừng lại được. Trong chốc lát, chiếc xe thể thao kia khiến tất cả mọi người trên phố đi bộ khiếp sợ, bất kể là người đang đi trên đường hay người trong cửa hàng, đều đổ dồn ánh mắt về nó. Chưa nói đến việc chiếc Aston Martin này riêng ngoại hình cũng khiến người ta có ấn tượng thật sâu đậm, khó mà quên được. Chứ đừng nói là đây là phố đi bộ, theo lý mà nói, bất kỳ phương tiện giao thông nào cũng không được phép vào. Nhưng chiếc xe Aston Martin này lại đi vào mà chẳng có người nào ngăn cản, ai biết thì sẽ hiểu, chủ nhân chiếc xe này nhất định là người có thân phận và thủ đoạn không tầm thường. Hơn nữa chiếc xe còn dừng ở trước cửa hàng của công ty Danh Dương. Điều này càng thu hút sự chú ý của nhiều người. Thời gian gần đây, toàn bộ phố đi bộ của Trường Sa, động tĩnh lớn nhất, náo nhiệt nhất không đâu khác ngoài cửa hàng trụ sở chính của công ty Danh Dương. Mỗi ngày khách ra vào không ngớt, vô cùng ồn ào sôi nổi, mấy cửa hàng bên cạnh trở nên vắng vẻ đi nhiều. Vì vậy bây giờ đột nhiên có một chiếc xe thể thao xa hoa đi đến, dĩ nhiên sẽ khiến nhiều người chú ý. Dương Chiêu Đình đổ xe xong thì lập tức xuống xe, chỉ mất vài bước đã đến trước mặt chị Linh. Lúc này, trên tay hắn vẫn cầm một chiếc đồng hồ. Chị Linh, 28 phút, còn chưa tới nửa giờ. Dương Chiêu Đình thở hổn hển nói, âm thanh đứt quãng, thậm chí đứng còn không vững, quỳ rạp xuống trước mặt chị Linh, đưa chiếc đồng hồ tới trước mặt cho cô xem. Lúc này, Chu Dương mới nghiêm túc nhìn nhiếp ảnh gia tên Dương Chiêu Đình này. Không lớn tuổi lắm, tầm 25 đến 26 tuổi, khoảng bằng tuổi mình, cách ăn mặc tùy tiện, hình như cũng không chú ý đến trang phục của bản thân. Tóc cắt kiểu Hàn Quốc phổ biến nhất gần đây, mặt trông vô cùng anh tuấn. Đẹp trai, trẻ tuổi. Đây là ấn tượng đầu tiên của Chu Dương đối với Dương Chiêu Đình. Còn về ấn tượng khác thì tạm thời không có. Nhưng so với điều này, Chu Dương lại càng tò mò về nguyên nhân thái độ của Dương Chiêu Đình trước mặt chị Linh. Hừ, Tiểu Đình Đình, bây giờ cậu giỏi rồi, còn dám cho tôi leo cây, bỏ tôi ở đây, có phải dạo này không dạy dỗ cậu, cậu bắt đầu bay nhảy rồi không? Chị Linh không nhìn đồng hồ của Dương Chiêu Đình, cô cười khẩy, xua tay tỏ ý không hài lòng. Làm gì có, chị Linh, chẳng phải tại em không biết chị đến à? Mà sao chị lại ở đây, đây chỉ là một cửa hàng nhỏ, chị thân phận thế nào? Dương Chiêu Đình cười mỉa. Nhưng hắn vừa nói được một nửa đã bị chị Linh chen ngang. Hừ, biết là tốt, cậu đã đến đúng giờ, vậy thì sẽ không phạt cậu nữa, khỏi nói nhiều, mau bắt đầu làm việc đi. Chị Linh lạnh lùng nói. Được thôi. Nghe thấy chị Linh không truy cứu, Dương Chiêu Đình xúc động đáp. Lập tức đứng dậy, quay vào xe lấy máy quay chuyên dụng và một chút thiết bị, chuẩn bị bắt đầu công việc. Mọi người chuẩn bị đi. Chị Linh thuận miệng nói. Lúc này, Trương Tâm Di mới phản ứng lại, vội vàng gọi nhân viên qua giúp Dương Chiêu Đình. Chẳng mấy chốc, những thiết bị quay phim chụp ảnh, bảng chiếu sáng và các loại thiết bị khác đều đã lắp đặt xong. Tiểu Đình Đình qua đây, tôi giới thiệu với cậu, đây là bạn tôi, Giang Yến, phải làm thế nào thì cậu biết đấy. Nếu bức ảnh cậu chụp mà tôi không hài lòng thì hôm nay cậu cũng đừng về nữa. Chị Linh xách cổ áo Dương Chiêu Đình lên, chỉ qua Giang Yến, lạnh lùng uy hiếp. Dương Chiêu Đình sợ xanh mặt, nghiêm túc gật đầu đảm bảo. Yên tâm đi, chị Linh, em nhất định sẽ chụp thật cẩn thận, chắc chắn sẽ khiến chị và Giang Tiểu Thư hài lòng. Sau khi Dương Chiêu Đình thề thốt một cách thành khẩn, lập tức tập trung tinh thần vào công việc. Chu Dương vẫn luôn quan sát chị Linh. Xem đến đây trong lòng cảm thấy rất thán phục. Sau khi Dương Chiêu Đình biết thân phận của Giang Yến cũng không có biểu hiện gì ngạc nhiên,
thậm chí lại tỏ vẻ vui mừng, hình như không quan tâm đến chuyện Giang Yến là người của Giang gia. Phải biết rằng, Giang gia là một trong năm gia tộc lớn, Giang Yến lại càng nổi tiếng ở Tương Tây, bất kỳ người có sức ảnh hưởng nào cũng đều không thể không biết Giang Yến. Nhưng Dương Triều Đình dường như không hề biết cũng không quan tâm. Cho dù là vậy, thì hắn ở trước mặt chị Linh lại luôn tỏ vẻ như một thằng em trai nhỏ. Xem ra lai lịch của hai người này đều không đơn giản, thậm chí thế lực đằng sau bọn họ căn bản không ở Tương Tây. Chương 428, nỗi sợ hãi vì bị chị Linh chi phối. Như vậy ổn chứ? Chu Dương hạ giọng nói với Giang Yến. Anh chưa từng nghe tới cái tên Dương Triều Đình, nên cũng không hề biết trình độ của người này ra sao. Nhưng Chu Dương đã sắp xếp cho Trương Tâm Di xử lý chuyện này thì đương nhiên cô đã tiến hành điều tra rồi. Dù sao thì tỉnh Tương Tây cũng lớn như vậy, Trương Tâm Di cũng đã làm việc ở đây hơn 10 năm, chắc chắn sẽ phải hiểu biết về phương diện này hơn anh. Ừ, không thành vấn đề, dù sao cũng chỉ là chụp vài tấm hình thôi, không phải chuyện gì to tát cả. Giang Yến mỉm cười. Ha ha, cô đúng là tự tin thật đấy. Chu Dương gật đầu, không nói gì thêm nữa. Giờ chỉ cần chụp xong ảnh quảng bá là được. Chỉ chốc lát sau, buổi chụp ảnh chính thức được bắt đầu. Dưới sự phối hợp của tấm phản quang và vài món đạo cụ khác, Dương Triều Đình nhanh chóng bắt đầu buổi chụp ảnh. Giang Yến cũng thể hiện được sức hấp dẫn của mình, chỉ tùy tiện thay đổi vài tư thế thôi mà sức hấp dẫn vô tận của cô đã như tỏa sáng, khiến người ta không mở mắt ra nổi. Đến cả Chu Dương cũng rung động trước phong thái của cô. Cảm giác này hoàn toàn không giống như những lần gặp trước đây của họ. Giang Yến lúc này như đã biến hẳn thành một con người khác. Tất cả đều mọi người, kể cả nhiếp ảnh gia lẫn người qua đường nằm trong tầm kiểm soát của cô. Hừ, đúng là một đám người tầm thường, làm sao các người có thể hiểu được sức hấp dẫn của Tiểu Yến nhà tôi chứ? Trông các nhân viên ngẩn ngơ nhìn Giang Yến, chị Linh bĩu môi, khinh thường cất lời. Nhưng giọng điệu cô còn mang theo cả sự bất mãn. Như thể đang ghen tuông vì những người khác nhìn Giang Yến. Chu Dương thầm cảm thấy kinh ngạc, không biết vì sao đột nhiên lòng anh lại nảy ra một ý nghĩ. Lẽ nào mối quan hệ giữa Giang Yến và chị Linh không phải bạn bè bình thường? Hay là... Nghĩ tới khả năng này, ánh mắt Chu Dương nhìn chị Linh cũng thoáng thay đổi, khóe môi anh run run, cảm thấy khó lòng tin nổi. Nhưng chỉ chốc lát sau Chu Dương đã nén nỗi kinh ngạc lại. Dù sao thì đây cũng là chuyện của chị Linh và Giang Yến. Vả lại, Chu Dương cũng không nghĩ Giang Yến là kiểu người như vậy. Hơn nữa e rằng cảm giác ban nãy của Chu Dương cũng chỉ là tình cảm một phía từ chị Linh thôi. Buổi chụp ảnh diễn ra khá thuận lợi, chỉ cần Dương Triều Đình thoáng có ý lười biếng thôi là chị Linh đã nghiêm giọng trách mắng ngay. Vậy nên Dương Triều Đình cũng rất chăm chỉ, ít nhất thì cũng không dám gây rắc rối nào trong quá trình chụp hình mà tỏ ra vô cùng nghiêm túc, cũng chẳng hề cáu kỉnh nóng nảy. Sau 3 tiếng đồng hồ, buổi chụp ảnh cũng chính thức kết thúc, trong chiếc máy ảnh của Dương Triều Đình đã có tới hơn 100 tấm ảnh. Những tấm ảnh gốc này đều phải mang về chỉnh sửa lại rồi mới có thể trở thành ảnh quảng cáo chính thức. Ha ha, chị Linh, em đã chụp xong ảnh rồi, lát nữa về em chỉnh sửa lại thêm là được. Dương Triều Đình chạy tới mang ảnh trong máy ra bày trước mặt chị Linh tranh công như muốn lấy lòng. Ừ, biết là tốt rồi, chỉnh ảnh xong thì đưa cho tôi xem trước. Nếu tôi mà phát hiện ra cậu sửa không đẹp thì cậu biết hậu quả thế nào rồi đấy. Chị Linh vẫn tiếp tục uy hiếp, như thể đối với cô thì việc dọa dẫm Dương Triều Đình chỉ là chuyện vặt, là một nhiệm vụ thường ngày. Vâng vâng vâng. Dương Triều Đình gật đầu lia lịa, luôn mồm vâng dạ, không dám phản bác. Được rồi, cậu có thể xéo đi rồi. Chị Linh gật đầu rồi khoát tay cho Dương Triều Đình cuốn xéo. Mánh khóe gọi là đến đuổi là đi này của chị Linh khiến Trương Tâm Di và Chu Dương phải thầm tặc lưỡi lấy làm lạ. Dương Triều Đình nhận được lệnh bèn thở phào nhẹ nhõm, không nhiều lời mà cứ thế rời đi ngay. Tiếng động cơ của chiếc xe thể thao xa dần, Chu Dương, Trương Tâm Di và cả Giang Yến cùng đồng loạt quay sang nhìn chị Linh, có vẻ họ đều rất tò mò trước thái độ của Dương Triều Đình khi nãy. Ha ha, mọi người nhìn tôi làm gì? Có một tên đàn em không phải chuyện rất bình thường hay sao? Tên Dương Triều Đình này là đàn em ngày trước tôi thu nhận, không biết cậu ta chạy tới tỉnh Tương Tây từ bao giờ, sai bảo cậu ta đôi chút cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm. Chị Linh cũng để ý thấy ánh mắt kỳ dị của mọi người, bèn thờ ơ giải thích. Chu Dương cười, cũng không coi đây là thật, dù sao chắc chắn chuyện cũng có nội tình, chỉ là chị Linh không muốn nói thôi. Đến cả Giang Yến cũng không biết chứ đừng nói tới một người ngoài như anh. Hơn nữa,
dường như anh còn là một người ngoài có đủ khả năng uy hiếp tới chị Linh. Được rồi, chụp ảnh xong xuôi rồi, tôi mời mọi người ăn cơm nhé. Lần trước ký xong hợp đồng đáng ra tôi cũng nên mời mọi người một bữa, nhưng cuối cùng vì có việc nên đành tạm gác lại, giờ vừa khéo là cơ hội chuộc lỗi. Chu Dương nở nụ cười, bắt đầu mời Giang Yến và chị Linh dùng bữa, dù sao lần trước anh chưa mời người ta ăn cơm, giờ cũng nên bù đắp lại. Còn Dương Triều Đình thì trở về tòa biệt thự tại Trường Sa của mình, thấy đằng sau không có ai đi theo mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, gương mặt Dương Triều Đình lại thoáng vẻ kỳ lạ. Dương Triều Đình không ngờ mình lại gặp chị Linh tại tỉnh Thương Tây, tại Trường Sa, hơn nữa chị Linh còn khá thân thiết với cô tiểu thư Giang gia tên Giang Yến. Lại nghĩ tới những vụ bê bối trước đó của chị Linh, Dương Triều Đình cố nén nụ cười, xuống xe, cầm theo chiếc máy ảnh trở về phòng chuẩn bị chỉnh sửa lại ảnh. Nhưng lúc chỉnh sửa, nhìn người đẹp hoàn hảo không chút khuyết điểm trên ảnh mà Dương Triều Đình cũng phải mơ màng. Dương Triều Đình cho rằng mình coi như cũng là một cao thủ tình trường, từng qua lại với vô số các người đẹp. Giờ khó khăn lắm mới gặp được một người đẹp thế này mà lại bị chị Linh kiểm soát bảo vệ nghiêm ngặt. Không được, nhất định mình phải loan tin về chị Linh để đám người đó cũng biết, hừ, không thể chỉ mỗi mình bị chị Linh dọa nạt, phải để bọn họ sợ hãi cùng mới được. Dương Triều Đình nghĩ ra trò đùa dai này, bèn vội mở một nhóm chat, úp mở kể lại chuyện vừa xảy ra hôm nay trong nhóm. Nhưng vì Dương Triều Đình muốn để chị Linh dạy cho đám người này một bài họ nên đã giấu giếm khá nhiều tin tức. Dương Triều Đình cũng không nhắc tới những chuyện liên quan đến Giang Yến trong nhóm. Dương Triều Đình thầm nghĩ, nếu những người này tới Trường Sa, gặp được Giang Yến thì chắc chắn sẽ đứng ngơ ra không nhúc nhích nổi, thậm chí sẽ còn chủ động tiến lại bắt chuyện. Nhưng nghĩ tới việc chị Linh biết việc họ làm quen với Giang Yến, nghĩ tới hậu quả, tình cảnh thảm thương ấy là Dương Triều Đình lại không nén nhịn nổi phải bật cười ha ha. Chỉ chốc lát sau, nhóm chat đã trở nên hỗn loạn. Khỉ thật, vãi, không phải đó chứ, chị Linh tới tỉnh Tương Tây ư, còn ở Trường Sa nữa. Nói thật hay đùa vậy? Tên nhãi Dương Triều Đình mà lại gặp được chị Linh hả, cậu nói điêu phải không? Chẳng lẽ cậu lại chịu nói cho mọi người biết mình gặp được chị Linh sao? Hừ, có khi cậu ta bị chị Linh cho một trận rồi, giờ đang định bẫy chúng ta cũng nên. Đúng vậy, mọi người phải cẩn thận, tên Dương Triều Đình này hay giở trò xấu xa lắm, đừng để bị lừa. Không được, tôi không chịu nổi nữa rồi, tôi muốn tới tỉnh Tương Tây, tôi muốn tới Trường Sa, tôi muốn tìm chị Linh. Cho tôi đi cùng, cho tôi đi cùng, lâu lắm rồi tôi cũng chưa gặp chị Linh. Còn ai muốn đi cùng nữa không, mau báo danh đi. Muộn là mất phần. Chương 429, ngả bài. 1. Tiếng chuông báo tinh tinh của nhóm chat cứ vang lên liên tục, tạo nên một tình cảnh vô cùng náo nhiệt. Còn Dương Triều Đình thì đang lặng lẽ cười thầm. Dương Triều Đình mới chỉ nhắn trong nhóm chat rằng chị Linh đang ở Trường Sa, tỉnh Tương Tây, chứ không nói rõ hiện giờ cô đang làm gì, đang ở cùng ai. Nếu cái đám liều mạng này ùa tới, thì chắc chắn chị Linh sẽ không để họ yên. Cứ nghĩ đến cảnh đám người này bị chị Linh mắng mỏ, mặt mũi đứa nào đứa nấy như đưa đám, Dương Triều Đình lại cảm thấy vui mừng sảng khoái, nỗi buồn vì bị chị Linh nhiếc móc hôm nay cũng bay biến ngay hết. Mình mà phải chết thì không bằng cứ kéo thêm một đám để chịu tội thay. Dương Triều Đình nghĩ như vậy. Nhưng chỉ chốc lát sau Dương Triều Đình đã lại quay sang những tấm ảnh trên máy tính, ngắm vẻ đẹp tuyệt trần của Giang Yến mà liên tục trầm trồ thán phục. Nếu có thêm vài người giống Giang Yến thì chắc chắn trình độ nhiếp ảnh của Dương Triều Đình sẽ tăng thêm vài bậc. Tiếc là trong những mỹ nhân mình từng gặp trước đó không một ai xinh đẹp được như Giang Yến. Nếu không phải có chị Linh, có khi Dương Triều Đình lại sinh hứng thú với Giang Yến, nảy ra ý định chiếm lấy cô thật. Nhưng nếu cô đã là người của chị Linh thì đương nhiên Dương Triều Đình cũng sẽ chẳng ôm rơm nặng bụng, cả gan đùa giỡn với chị Linh. Còn lúc này Chu Dương đang mời Giang Yến và chị Linh ăn cơm, mọi người cùng nói chuyện phiếm với nhau, những chiêu thăm dò của Chu Dương với chị Linh đều bị cô gạt đi ngay tức khắc. Đến tận khi bữa ăn kết thúc, Chu Dương không chỉ không nghe ngóng được chút thông tin nào liên quan tới chị Linh, mà thậm chí còn loáng thoáng cảm giác được thái độ thù địch và bất mãn của chị Linh với mình. Anh thầm cảm thấy ngạc nhiên, không biết tại sao chị Linh lại có phản ứng dữ dội tới vậy với mình. Được rồi, coi như họ cũng từng gặp nhau mấy lần. Dù không thể trở thành bạn bè nhưng có Giang Yến thì quan hệ giữa hai người cũng không nhất thiết phải trở nên quá căng thẳng. Vậy nên Chu Dương cũng bỏ qua ý định tiếp tục dò xét. Sau đó, bữa cơm coi như cũng khá vui vẻ hòa nhã. Sau khi tạm biệt Giang Yến, Chu Dương trở về khách sạn ngay.
Hiện giờ chuyện Giang Yến trở thành người đại diện hình ảnh về cơ bản cũng đã được giải quyết rồi, phần việc còn lại phải đợi Dương Chiêu Đình xử lý xong những tấm ảnh quảng cáo, rồi công ty danh Dương sẽ đưa ra tuyên bố và tích cực quảng cáo tại tỉnh Tương Tây là được. Nhiệm vụ quan trọng tiếp theo của anh chính là xác nhận một số việc với Trương gia. Tôn Liên nói đúng, dù Chu Dương có ngả bài với Trương gia thì anh cũng chẳng bị tổn hại nhiều. Hơn nữa anh còn có thể lợi dụng chuyện ngả bài này để điều tra rõ ràng chuyện cửa hàng chi nhánh bị cản trở có phải do Trương gia âm thầm nhúng tay vào không. Sau khi đã suy nghĩ thông suốt, Chu Dương cũng không do dự nữa, bèn gọi thẳng cho Trương gia, liên hệ với Trương Thái Viêm. Kể từ lần trước gọi điện cho Trương Thái Viêm tới giờ cũng đã được vài ngày rồi. Trong mấy ngày này, Chu Dương cho rằng không chỉ có mình bản thân anh suy xét về nhiều chuyện, suy nghĩ xem mình được gì mất gì sau khi làm việc này. Chắc hẳn Trương gia cũng sẽ như vậy. Nếu không thì trong cuộc gọi lần trước, Trương Thái Viêm đã không năm lần bảy lượt nói rõ rằng nếu trong quá trình mở cửa hàng chi nhánh gặp phải vấn đề khó khăn gì thì có thể tới tìm ông. Mấy hôm nay, Chu Dương đã tổng kết lại những thông tin trong cuộc điện thoại của mình với Trương Thái Viêm lại và thu hoạch được một vài kết quả. Thứ nhất, Trương Thái Viêm biết quá trình mở cửa hàng chi nhánh gặp phải vấn đề nan giải, hơn nữa, rất có thể ông còn biết rõ vấn đề đó là gì. Thứ hai, Trương gia có thể giải quyết được những vấn đề này, thậm chí còn có thể giải quyết chuyện ấy một cách dễ dàng đơn giản hơn cả trong tưởng tượng của Chu Dương. Thứ ba, Trương Thái Viêm đang dò xét anh, đồng thời ông cũng nói bóng gió để Chu Dương có thể đưa ra sự lựa chọn sáng suốt. Nhưng Chu Dương lại chỉ nở nụ cười thờ ơ. Có lẽ đối với Trương gia, với Trương Thái Viêm thì sự lựa chọn sáng suốt lúc này chính là nói rõ những vấn đề khó khăn ra rồi cầu xin sự giúp đỡ của họ. Nhưng với Chu Dương thì làm như vậy là hoàn toàn vô nghĩa. Nếu gặp phải bất cứ chuyện khó khăn gì cũng quay sang tìm kiếm sự giúp đỡ của Trương gia thì rốt cuộc về sau những cửa hàng chi nhánh này sẽ là của công ty danh Dương hay là của Trương gia đây? Nếu xảy ra mâu thuẫn hay xung đột gì, hai bên bắt đầu tranh chấp với nhau, Trương gia chỉ cần buông một câu, anh gặp phải chuyện khó khăn, toàn do một tay Trương gia giải quyết, vậy thì Chu Dương lẫn công ty danh Dương đều sẽ rơi vào thế vô cùng bị động. Đây là điều mà Chu Dương hoàn toàn không thể chấp nhận nổi. Hơn nữa, còn có khả năng Trương gia là chính là kẻ đã ngấm ngầm đứng sau ra tay. Vậy nên Chu Dương không thể không thận trọng, thậm chí phải giữ cảnh giác và cẩn thận trước Trương gia. Chu Dương nghĩ ngợi trăm bề, rồi quyết định gọi điện thoại ngả bài với Trương Thái Viêm. Chỉ giây lát sau đã có người nghe máy, vì Chu Dương đích thân gọi điện đến. Còn chỉ đích danh muốn tìm Trương Thái Viêm nên chỉ trong chốc lát anh đã được nối máy tới điện thoại trong phòng Trương Thái Viêm. Lúc này, tại Trương gia, Trương Thái Viêm đang ngồi một mình trong phòng trên chiếc ghế chạm gỗ. Ông ta say mê đọc sách, trông có vẻ như đang đắm chìm trong mớ sách vở, khó lòng dứt ngay ra được. Trông ông vô cùng điềm tĩnh rửng rưng, hệt như không mảy may liên quan gì đến thế sự ngoài kia. Chợt điện thoại trong phòng reo lên. Trương Thái Viêm vốn ngồi yên như một nhà sư bỗng chợt ngẩng đầu, con mắt đục ngầu của ông lóe lên tia sáng, trở nên vô cùng sắc sảo. Dường như Trương Thái Viêm đã đoán được trước nên cũng biết người gọi điện tới là ai, ông ta ung dung nhận máy. Alo, Chu Dương. Giọng nói của Trương Thái Viêm rất bình thản, tự tin, cũng vô cùng tự nhiên. Phản ứng đầu tiên của Chu Dương khi nghe được tiếng Trương Thái Viêm là, ông đúng là một con cáo giả, không có chút sơ hở nào. Không hổ là kẻ đã sống trên đời hơn 80 năm, chuẩn bị thành tinh tới nơi rồi. Chỉ riêng giọng điệu lúc này của Trương Thái Viêm thôi cũng đã đủ để khiến người khác tiếp tục tin tưởng tín nhiệm ông, chứ không nảy sinh nghi ngờ như Chu Dương, thậm chí anh còn định thẳng thừng lật bài ngửa để kiểm tra suy nghĩ và phỏng đoán của mình. Trương lão gia, dạo gần đây ông vẫn khỏe chứ? Nhưng dù có vậy, Chu Dương vẫn giữ quyết tâm, bắt đầu thi gan với Trương Thái Viêm. Anh biết rõ đây sẽ là một cuộc chiến dài hơi. Những nghi ngờ sẽ không được sáng tỏ rõ ràng chỉ qua đôi câu vài lời. Không chỉ anh mà đến cả Trương Thái Viêm cũng sẽ không để lộ ra quá nhiều thông tin từ một vài câu nói. Chu Dương biết nếu mình không thể khiến Trương Thái Viêm lộ ra sơ hở trong một khoảng thời gian ngắn thì sau này khi ông ta đã có sự chuẩn bị, dù anh có muốn chứng tỏ mọi chuyện thì cũng khó như lên trời. Vậy nên Chu Dương quyết định đi thẳng vào vấn đề, cho Trương Thái Viêm một đòn bất ngờ. Chắc hẳn với suy đoán trước đó của mình, Trương Thái Viêm cũng không ngờ nổi Chu Dương sẽ thẳng thắn không chút nào núng do dự như vậy. Trương lão gia, hôm nay tôi gọi điện vì muốn hỏi ông một chuyện. Ừ, chuyện gì vậy, cậu Chu Dương cứ nói thẳng đi. Trương Thái Viêm sững sờ, ông không ngờ Chu Dương sẽ nói vậy.
nhưng chuyện này cũng chẳng là gì, dù anh có hỏi câu thế nào thì mình sẽ cứ nhất mực phủ nhận, rồi tìm cơ hội giả vờ lỡ miệng, để Chu Dương tự suy đoán. Ha ha, dù sao cũng là thanh niên, lòng dạ chưa đủ sâu, cũng chưa tu thân dưỡng tính được bao nhiêu. Chương 430, ngả bài 2. Trương lão gia, chính xác là bây giờ chi nhánh đang gặp phải một vài vấn đề, tôi muốn hỏi trong việc này, có phải là có bàn tay của Trương gia nhúng vào? Nói cách khác, có phải là do Trương gia sai người đi làm không? Chu Dương trầm giọng hỏi, ánh nhìn kiên định, nếu không có câu trả lời hợp lý, tất nhiên không thể bỏ qua. Ngay lập tức Trương Thái Viêm vừa thầm cười nhạo Chu Dương, thoáng cái như bị người khác bóp nghẹt cổ họng, sắc mặt đỏ bừng, thậm chí mười mấy giây không nói nên lời. Lão gia, ông vẫn đang nghe chứ? Đợi mười mấy giây, Chu Dương vẫn không nghe thấy ông ta nói gì, khóe miệng nhất thời hơi nhếch lên. Anh biết bản thân đi thẳng vào vấn đề như vậy, đã khiến Trương Thái Viêm không kịp trở tay. Chắc hẳn đối phương căn bản không ngờ anh lại hỏi như vậy, hơn nữa không hề che giấu, thẳng thắn chất vấn. Trong vụ này, có sự nhúng tay của Trương gia không? Hay nói cách khác, Chu Dương đã thể hiện rõ thái độ, hoài nghi Trương gia ngấm ngầm giở trò bên trong, phá hỏng tiến độ mở chi nhánh. Hơn nữa, Chu Dương hỏi như vậy, ý chính là muốn Trương gia nói ra và giải thích cho rõ ràng. Bằng không, Chu Dương cũng có thể nói chuyện vòng vo, quanh co hỏi dò một phen. Chắc hẳn chỉ cần anh tỏ rõ thái độ, không cần biết trong vụ này có sự nhúng tay của Trương gia hay không, Trương Thái Viêm cũng sẽ cho anh một câu giải thích. Ha ha, Chu Dương, lời này của cậu, lẽ nào trong quá trình mở chi nhánh gặp phải vấn đề gì rồi, mà sao cậu lại hoài nghi là do Trương gia tôi âm thầm nhúng tay? Chu Dương, chúng ta là quan hệ hợp tác, mở chi nhánh này không chỉ là chuyện của công ty Danh Dương các cậu, đó còn liên quan tới chuyện của Trương gia tôi, sao cậu lại có suy nghĩ như thế chứ? Trương Thái Viêm hòa hoãn mấy giây, trong đầu nghĩ tới ngàn vạn loại khả năng, nhưng đều bị ông ta loại trừ toàn bộ. Thậm chí, bây giờ lơ lửng trong đầu ông ta chính là suy nghĩ, Chu Dương lấy dũng khí từ đâu mà dám đi thẳng vào vấn đề chất vấn ông ta như vậy. Phải biết rằng, Trương Thái Viêm tám mấy tuổi rồi, nhưng bất kể là thân thể hay trí óc đều rất khỏe mạnh. Hơn nữa, trong ngũ đại gia tộc ở tỉnh Tương Tây, vai vế của Trương Thái Viêm là cao nhất. Bây giờ gia chủ của bốn gia tộc kia, ngay cả các tộc lão của gia tộc đó, so về vai vế, còn nhỏ hơn ông ta một vai, nói về ngang vai ngang vế thì tuổi tác cũng vẫn là nhỏ hơn ông ta. Cho nên mặc dù Trương gia không phải là gia tộc có thực lực mạnh nhất tỉnh Tương Tây, nhưng tên tuổi của Trương Thái Viêm lại có thể đè ép được cả ngàn vạn gia tộc lớn nhỏ ở nơi này. Nhưng bây giờ, một tên oát con đến từ Đông Hải, sau lưng không có gia cảnh gì, chỉ dựa vào hai dự án kinh doanh thành công, mà dám ở trước mặt ông ta nói ra những lời như vậy. Rốt cuộc ai cho Chu Dương sức mạnh to lớn và tự tin như vậy? Công ty Danh Dương. Trương Thái Viêm trực tiếp lắc đầu phủ định, chỉ dựa vào một công ty Danh Dương, tuy rằng nhìn qua coi như không tệ, thực lực tương đối hùng hậu, nhưng trong mắt của Trương gia, công ty Danh Dương căn bản không thể làm nổi bọt sóng. Tôn Liên của quỹ đầu tư thời thượng. Trương Thái Viêm suy nghĩ một giây, vẫn phủ định. Trương Thái Viêm hầu như biết rõ lai lịch của quỹ đầu tư thời thượng, còn thân thế của Tôn Liên ông ta cũng rất rõ ràng. Chính vì như vậy, Trương Thái Viêm mới không tin, Tôn Liên và quỹ đầu tư thời thượng sẽ không cung cấp bất kỳ sự viện trợ và chống đỡ gì cho Chu Dương. Thế thì, lẽ nào tên oát con Chu Dương này là kiểu tuổi trẻ ngông cuồng, không nhận thức rõ được tình thế, mới dám chất vấn ông ta như vậy? Trương Thái Viêm nhanh chóng lắc đầu. Thật ra ông ta không hiểu rõ lắm về Chu Dương, cũng không đi sâu vào tìm hiểu anh. Nhưng từ mấy lần trò chuyện và phân tích việc Chu Dương đến Tương Tây kinh doanh, Trương Thái Viêm gần như có thể nhận định, Chu Dương là một người có khí phách và sự kiên trì mạnh mẽ, hơn nữa anh làm việc căn bản là không kiêng dè điều gì, dường như không có bất kỳ vật gì có thể ảnh hưởng đến anh. Khi mới tới Trường Sa, đánh Giang Bắc tàn phế, đến Tương Tây, lại ở trong nhà của Trương gia đánh Trương Luân và Trương Đào, gây rối trong bữa tiệc của Giang gia. Bất kể là việc gì, đều có thể nhìn thấy mặt nghiêm khắc và quả quyết của Chu Dương. Chu Dương, nếu như cậu có bất kỳ hiểu lầm nào thì có thể trực tiếp nói ra, tôi nghĩ, Trương gia chúng tôi cũng có đủ thành ý, chứ không phải như thế này, mới bắt đầu đã hoài nghi thành ý của Trương gia đối với lần hợp tác này, có đúng không, cậu nói xem. Trương Thái Viêm cười ha hả nói, trong lời nói dường như xem chất vấn của Chu Dương chỉ là hiểu lầm, thậm chí còn rất khách khí bảo Chu Dương nói rõ sự việc này ra. Trương gia ông có thể biểu thị thành ý để xóa tan hiểu lầm. Nhưng lời này vào tai Chu Dương,
lại hoàn toàn là một ý nghĩa khác. Thừa nhận là hiểu lầm, thế thì Chu Dương đi thẳng vào chất vấn như vậy, đã nói lên rằng anh không đủ thận trọng, làm việc sốc nổi, dễ dàng vì cái lợi trước mắt. Mà cái gọi là bày tỏ thái độ thành ý của Trương Thái Viêm, từ góc nhìn của Chu Dương, chẳng qua chỉ là để kéo dài thời gian, để bọn họ có thời gian và nhân lực dọn dẹp sạch sẽ mấy việc dơ bẩn dở trò sau lưng kia. Chí ít, đến lúc thật sự nhắc đến chuyện hiểu lầm, thì Trương gia bọn họ cũng sẽ không bày ra bất kỳ sơ hở gì trước mặt Chu Dương. Ha ha, Trương lão gia, có phải là hiểu lầm hay không, tôi nghĩ ông còn biết rõ hơn tôi đấy, vốn dĩ cái hạng mục chi nhánh này là hợp tác đôi bên giữa chúng ta, hơn nữa toàn bộ hành trình này đối với người khác và thế lực khác, hầu như không có sự đả kích trực tiếp. Chu Dương cười nói, tôi biết, ông nhất định sẽ nói như vậy, vấn đề hạng mục này của chúng ta, đối với mấy công ty mỹ phẩm và các cửa hàng khác mà nói, thì là vấn đề khá nghiêm trọng, nhưng đối với công ty Danh Dương mà nói, căn bản không được xem là uy hiếp gì. Muốn nói tới uy hiếp, ngành mỹ phẩm của toàn bộ tỉnh Tương Tây có thể đủ để gây ra uy hiếp đối với công ty Danh Dương, cũng chỉ có Trương gia. Hơn nữa, các chi nhánh của công ty Danh Dương mọc lên như nấm ở tỉnh Tương Tây, bị tổn thất nhiều nhất chắc hẳn là mỹ phẩm mỹ thần của Trương gia các ông. Cho nên nói, Trương gia có đầy đủ động cơ và thực lực để làm chuyện như vậy, chắc hẳn những người đòi phí bảo kê 5 triệu tệ ở thành phố Liễu cũng là các ông phái đến nhỉ. Chu Dương cực kỳ bình tĩnh nói xong, liền yên tĩnh chờ đợi, anh muốn nghe xem Trương Thái Viêm có gì muốn nói, hoặc nói cách khác là muốn biện giải như thế nào. Dù sao, lời này của anh có thể nói là đã đem mọi phương diện, động cơ, năng lực và hiện trạng và toàn bộ suy tính đặt đúng chỗ. Trước mắt, việc mở chi nhánh của công ty Danh Dương đã mọc lên như nấm ở tỉnh Tương Tây, có mâu thuẫn lớn nhất và quyền lợi bị hao tổn nhiều nhất chính là Trương gia. Ha ha, Chu Dương, cậu nghĩ nhiều quá rồi, nếu cậu nói như vậy, Trương gia chúng tôi tại sao vẫn còn cùng cậu hợp tác chứ? Thế chẳng phải là tự mình chà đạp mình hả? Một hồi lâu sau, Trương Thái Viêm mới chậm rãi trả lời. Nhưng từ ngữ khí của ông ta, Chu Dương nghe ra được sự kinh ngạc và mệt mỏi. Bởi vì hạng mục lần này, không chỉ có ý nghĩa cực kỳ lớn đối với công ty Chu Dương, mà cả với Trương gia cũng có ảnh hưởng rất lớn, các ông làm như vậy, chẳng qua là muốn tranh giành được nhiều quyền lợi hơn của hạng mục. Trương lão gia, tôi nói có đúng không? Chương 431, ngả bài 3. Trầm mặc, hai người bất ngờ im lặng. Chu Dương dù sao cũng không vội, lặng lẽ chờ đợi phản ứng của Trương Thái Viêm. Dù sao, anh cũng cho rằng việc bản thân đi thẳng vào vấn đề thực sự nằm ngoài dự đoán của Trương Thái Viêm, thậm chí còn bất ngờ đánh đối phương một cái, khiến ông ta trở tay không kịp. Trong trường hợp này, không chỉ không có cái gọi là nhận việc tốt, mà thay vào đó là từng bước ép sát, làm rõ toàn bộ sự việc. Dưới một cuộc tấn công mạnh mẽ như vậy, Trương Thái Viêm căn bản chống đỡ không nổi. Phải biết rằng, hiện tại người nắm quyền chủ động là Chu Dương, không phải là Trương Thái Viêm, cũng không phải ai trong Trương gia. Trương lão gia, tôi biết ông bây giờ đang do dự, chắc ông đang nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của tôi, nhưng mọi việc phải thật cẩn trọng, sự thật là Trương gia giở trò mờ ám làm ảnh hưởng đến tiến độ mở rộng chi nhánh, điều này có lẽ, ông không còn nghi ngờ gì nhỉ. Chu Dương thản nhiên cười nói, đợi gần 2 phút, nhưng Trương Thái Viêm vẫn im lặng không trả lời. Nếu như không có hơi thở yếu ớt truyền đến từ điện thoại, Chu Dương chắc sẽ nghi ngờ Trương Thái Viêm không nghe thấy lời anh, mà đang chút giận với người giúp việc. Ha ha, Chu Dương, đây chẳng qua chỉ là lời nói từ khía cạnh của cậu. Cậu biết đấy, nếu Trương gia của chúng tôi thực có dở trò mờ ám, thì một khi bị phát hiện, có thể sẽ gây nên tổn thất nặng nề, nhưng thực tế, xác suất thành công của việc này và xác suất bị trả thù, chúng ta đều không hề biết. Cậu nghĩ Trương gia của chúng tôi sẽ làm ra một giao dịch thua lỗ như vậy sao? Trương Thái Viêm bình tĩnh nói, tuy rằng vẫn hơi bất ổn trong giọng nói, nhưng bây giờ đã tốt hơn nhiều so với lúc ban đầu. Ít nhất, dưới sự công kích của Chu Dương, Trương lão gia đã có thể giữ được khí thế, không đến mức rơi vào hoàn cảnh bị Chu Dương chèn ép không nói nên lời. Nói vậy, bất kể địa vị Trương Thái Viêm ở tỉnh Tương Tây như thế nào, một khi chuyện này bị tiết lộ ra ngoài, cho dù đối với Chu Dương hay Trương gia, ít nhất là ở tỉnh Tương Tây, Trương Thái Viêm cũng bị mất hết thể diện. Trước đây, những người không hài lòng với ông ta chắc chắn sẽ nhảy ra cười nhạo chế giễu, thậm chí, bọn họ có thể cảm thấy Trương Thái Viêm đã già, không còn sinh lực, như vậy bọn họ có thể sẽ tìm mọi cách lợi dụng Trương gia để đục nước béo cò. Dựa trên sự hiểu biết của Trương Thái Viêm, hai con trai của ông, Trương Luân, Trương Anh và các thành viên khác trong Trương gia, vào thời điểm đó,
không cần tự tranh giành địa thế cũng đã lên thiên đàng chầu trời, nếu muốn họ bảo vệ sự nghiệp của Trương gia thì có thể đã làm khó bọn họ. Chu Dương, tôi biết trong lòng cậu có nghi hoặc, hay là cậu đã bớt thời gian đến Trương gia một chuyến, chúng ta cùng giải quyết dứt điểm chuyện này, dù sao hai bên chúng ta cũng đã hợp tác rồi, một khi xuất hiện ngờ vực vô căn cứ, đối với bên nào, đều không phải chuyện tốt, huống chi, cậu với Trương Kiệt là bạn cùng lớp đại học, có nghi ngờ gì, càng nên giải quyết càng sớm càng tốt. Trương Thái Viêm tràn đầy thành ý nói, thậm chí không ngại đem cả Trương Kiệt ra. Dường như một khi nhắc đến Trương Kiệt, có thể đủ làm cho Chu Dương buông lỏng cảnh giác, thậm chí, còn kiêng dè với bạn học dễ dàng, không theo đuổi đến cùng. Chu Dương mỉm cười lạnh lùng trong phòng, anh biết ông già Trương Thái Viêm đang làm gì, cũng biết rằng ông ta đem Trương Kiệt ra chẳng qua chỉ là một lá chắn. Một khi hai bên thực sự bị chia cắt, phía Chu Dương sẽ chiếm ưu thế, thật không ngoa khi nói rằng Trương gia có thể chịu thua. Tuy nhiên, một khi Trương gia chiếm ưu thế, thì bọn họ chắc chắn sẽ dở thủ đoạn, nhanh chóng gặt hái thành quả, đến lúc đó, toàn bộ dự án chi nhánh công ty Danh Dương có thể sẽ thất bại trước Trương gia. Vào thời điểm đó, nếu Chu Dương dùng Trương Kiệt với ý đồ để cố gắng thuyết phục bên kia để lại cho họ một đường sống, Trương gia nhất định sẽ không đồng ý. Loại kế sách và thủ đoạn đó, Chu Dương cho dù chưa tự mình trải qua, nhưng trên TV, tiểu thuyết thì cũng gặp không ít. Mặc dù những chuyện đấy đều phát sinh trên các tác phẩm nghệ thuật, nhưng nghệ thuật chính là cuộc sống. Nếu thực tế mọi chuyện không hề xảy ra như vậy, thì căn bản tác giả cũng không thể tưởng tượng ra được điều này. Cho nên, đối với phương diện này, Chu Dương cũng đủ tỉnh táo. Thế nhưng, Trương Thái Viêm cũng không dễ dàng gì khi nói ra những lời này, đối với người ngoài mà nói, cũng đã có chút ý tứ chịu thua, lúc này, chỉ cần Chu Dương tỏ vẻ có thể thương lượng, thì cho dù đưa ra một số điều kiện, chỉ cần không vượt quá giới hạn của Trương gia thì Trương gia tất nhiên sẽ đáp ứng. Tuy nhiên, muốn bắt Chu Dương tiếp tục đến Trương gia để bàn bạc thì là chuyện không thể nào. Trương lão gia, tôi nghĩ rằng ông nói rất đúng, có vấn đề, có nghi ngờ, chúng ta phải nhanh chóng giải quyết, hai bên cùng trao đổi, thật hợp lý quá. Chu Dương cười nói. Tuy nhiên, so với việc tôi đến Trương gia, tìm ông bàn chuyện, tôi nghĩ rằng tốt hơn là Trương gia bọn ông nên đến Trường Sa tìm tôi bàn chuyện. Như thế, càng có lợi để giải quyết những hiểu lầm hơn, ông thấy sao? Chu Dương nói xong, Trương lão gia đột nhiên im lặng. Rõ ràng, ông ta không mấy vui vẻ khi Chu Dương nói, muốn Trương gia phái người đến Trường Sa để thảo luận, thậm chí, ngay cả Trương Thái Viêm cũng cảm thấy Chu Dương đang cố tình làm vậy, để làm bẽ mặt Trương gia. Suy cho cùng, bất kể kết quả của chuyện này ra sao, miễn là sau đó Chu Dương đã nói ra, Trương gia đến Trường Sa tìm anh để thảo luận mọi chuyện. Trong mắt người ngoài, đây cũng là chuyện có thể diện. Hơn nữa, lần này, một khi Trương gia phái người đi Trường Sa tìm Chu Dương để bàn chuyện, như vậy việc lựa chọn phải là một vấn đề rất quan trọng cần chú ý. Trước hết, Trương Kiệt nhất định phải đi, dù sao Trương Thái Viêm cũng vừa đề cập đến Trương Kiệt. Mặt khác, sự hiện diện của Trương Kiệt cũng có thể khiến Chu Dương nể mặt một chút, không đến mức nổi giận đùng đùng. Tiếp theo, hai người Trương Luân và Trương Anh cũng phải đi một phen. Cuối cùng, Trương Thái Viêm cũng tự hỏi, liệu ông ta có nên đi không? Ha ha, Trương lão gia, tôi đã nói đến mức này rồi, quyết định thế nào, chắc hẳn ông càng phải rõ ràng hơn tôi chứ, tôi chỉ có thể ở lại Trường Sa trong 3 ngày, nếu trong 3 ngày, Trương gia các ông vẫn chưa phái người đến, vậy thì tôi cũng chịu thôi, đằng sau chuyện này cũng là do Trương gia các ông giở trò quỷ quái. Chu Dương thản nhiên nói, cũng không đợi Trương Thái Viêm suy nghĩ thêm. Sau khi nói những lời khó nghe, liền cúp điện thoại. Chu Dương. Trương Thái Viêm lo lắng trong lòng, còn muốn nói gì đó, nhưng giây tiếp theo, một tiếng cúp máy bíp 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 phát ra từ điện thoại. Láo xược. Lần này, Trương Thái Viêm thực sự tức giận. Đột nhiên ném điện thoại, khuôn mặt Trương Thái Viêm đầy giận dữ. Đường đường là người đứng đầu Trương gia, địa vị ở toàn tỉnh Tương Tây cũng không tầm thường gì, một câu của ông ta cũng đủ để làm người toàn tỉnh Tương Tây chạy theo như vịt. Trong quá khứ, bất kể là ai, miễn là thể hiện thiện chí, bên kia nhất định sẽ cúi đầu làm theo, tự cho đó là một vinh dự. Nhưng hôm nay, vừa mới nãy, ông ta bị một tên oát con từ nơi khác đến uy hiếp. Chương 432, không thể. Chu Dương không chỉ đe dọa Trương Thái Viêm, mà uy hiếp cả Trương gia. Có chuyện gì vậy, bố? Đúng lúc này, Trương Luân cùng Trương Anh xuất hiện trong phòng Trương Thái Viêm, nhìn thấy ông ta đang tức giận, nhất thời trong lòng kinh ngạc. Vội vàng tiến lên hỏi thăm trấn an.
họ vừa nhận được thông báo từ người giúp việc của mình rằng Chu Dương gọi đến để nói chuyện với lão gia. Điều này đối với hai người mà nói, chắc chắn là có chuyện gì đó. Chu Dương rốt cuộc có chuyện gì, mà cần nói chuyện trực tiếp với lão gia, chứ không phải người khác. Nhớ lại mấy hôm trước, Chu Dương nói chuyện điện thoại với Trương lão gia, hai người họ ngay lập tức có những suy đoán trong lòng. Bố, bố bất giận, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ai dám chọc giận bố? Trương Luân bước tới, nhẹ nhàng vỗ vào lưng bố mình, giúp ông ta khai thông khí huyết, đồng thời lại nhẹ giọng hỏi. Trương Luân biết tính khí Trương Thái Viêm luôn rất tốt, ở tỉnh Tương Tây, rất ít người có thể khiến ông ta tức giận. Ngay cả những người mãi không chết của các gia tộc khác cũng cần phải táo tợn lắm mới có thể làm ông ta không vui. Hừ, còn không phải là tên Chu Dương kia sao? Trương lão gia giận dữ nói, mặc dù được Trương Luân vỗ nhẹ vào lưng, cũng đã cố hết sức để không một tiếng thở dài, nhưng trong lòng luôn có một cơn thịnh nộ khó giải phóng. Chu Dương, Trương Luân và Trương Anh đều bất ngờ. Thì ra là Chu Dương. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Chu Dương đã nói gì với lão gia qua điện thoại, lại có thể khiến lão gia tức giận như vậy. Bố, con nghe mọi người nói Chu Dương đã gọi đến tìm bố, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chẳng lẽ cậu ấy đã nghĩ kỹ rồi, dự án chi nhánh đang gặp rắc rối, nên cậu ấy muốn tìm chúng ta để giải quyết. Trương Anh hỏi trước. Theo các thông tin được biết, Chu Dương gọi đến, có lẽ chính vì vấn đề này. Tuy nhiên, nếu là như thế, lão gia chẳng phải nên vui mừng sao, sao ông có thể tức giận như vậy? Bố, chẳng lẽ Chu Dương đưa ra yêu cầu quá cao, nhưng bây giờ dự án chi nhánh đang gặp khó khăn. Đối với chúng ta mà nói, đó cũng không phải là khó khăn gì. Huống hồ, một khi chúng ta giúp Chu Dương giải quyết vấn đề này, cũng giúp lời nói của chúng ta có trọng lượng hơn. Ngay cả Trương Luân cũng cảm thấy hơi bối rối. Dẫu sao, mọi thứ đều rõ ràng. Khi dự án chi nhánh gặp khó khăn, Chu Dương chắc chắn phải yêu cầu giúp đỡ, mà trước mắt, chỉ có Trương gia bọn họ là có thể giúp đỡ Chu Dương. 2. Nhìn hai đứa con trai đang phân tích kỹ lưỡng, Trương Thái Viêm thở dài trong lòng. Bây giờ ngẫm lại. So sánh hai đứa con trai của mình với Chu Dương, Trương Thái Viêm thậm chí đã hy vọng rằng Chu Dương là con trai của mình. Nhưng ngay khi ý tưởng này xuất hiện, đã bị ông ta loại bỏ khỏi tâm trí, dù sao, đó là một điều không thể. Hơn nữa, Chu Dương bây giờ rất oán hận ông ta và Trương gia. Không, mọi thứ không đơn giản như con nghĩ. Chu Dương đã biết mọi chuyện đằng sau đều là do chúng ta làm, có khả năng là bằng chứng cũng đã được tìm thấy. Trương Thái Viêm chậm rãi nói, giọng điệu rất nặng nề, giống như lập tức già đi 10 tuổi. Vốn dĩ ông ta ngoài 80 vẫn tràn đầy năng lượng, nhưng bây giờ, có một cảm giác nặng nề, dáng vẻ già nua. Cái gì? Tuy nhiên, ngay khi ông ta nói điều này, sắc mặt của Trương Luân và Trương Anh đều đột nhiên thay đổi. Biết là trước đây bọn họ có chút bị ổi, nhưng bây giờ họ vẫn nhìn nhau, thấy được một sự kinh sợ và khó tin từ ánh mắt của đối phương. Theo quan điểm của họ, điều này căn bản là không thể. Chu Dương sao có thể biết được những chuyện đằng sau là do Trương gia làm, thậm chí bằng chứng mà lão gia nói, cả hai đều nghĩ rằng đó thuần túy là phỏng đoán của bản thân lão gia. Dù sao, việc này là do hai người họ thực hiện, bọn họ tự cho rằng tất cả các bằng chứng đã bị tiêu hủy, hơn nữa, nhóm người kia cũng không trực tiếp giao dịch với họ. Cho dù có là tang chứng hay nhân chứng, họ đều đã giải quyết gần như hoàn hảo, Chu Dương không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào. Bố, điều này là không thể. Trương Luân trầm giọng gầm nhẹ nói, căn bản là không tin. Đúng vậy, bố, mọi chuyện đều do con với anh cả giải quyết, chúng con căn bản là không để lại chứng cứ gì, thậm chí, ngay cả những người đó cũng không biết đằng sau là Trương gia chúng ta. Chu Dương sao có thể biết được chứ? Trương Anh khiếp sợ, khẽ run rẩy. Cả hai đều cho rằng điều này là không thể, khiến Trương Thái Viêm hơi hoài nghi. Chẳng lẽ Chu Dương căn bản không có cái gọi là bằng chứng, những lời anh vừa gọi đến để nói chỉ là một phép thử. Ý nghĩ này vừa nảy sinh, đã sớm bị Trương lão gia phủ nhận. Dù sao, Chu Dương đã yêu cầu Trương gia phái ai đó đến Trường Sa để cùng anh thảo luận bàn bạc. Nếu trong tay Chu Dương không có bằng chứng, thì anh dám lấy sức mạnh từ đâu, để đưa ra yêu cầu như vậy với Trương gia. Phải biết rằng loại yêu cầu này, còn có giọng điệu và cách anh vừa nói chuyện với Trương Thái Viêm. Đã có xu hướng trở mặt với Trương gia. Nếu lúc đó hai bên không thể đạt được thỏa thuận, loại bỏ hiểu lầm này, thì việc trở mặt cũng chắc như đinh đóng cột. Về phần Trương Kiệt, ngay cả Trương Thái Viêm cũng biết rằng,
Trong hoàn cảnh như vậy, một mình Trương Kiệt căn bản cũng không làm được gì. Hơn nữa, việc tạm thời nhắc về Trương Kiệt không gì khác hơn là một lời nhắc nhở việc Trương Kiệt và Chu Dương như những người bạn cùng lớp đại học. Chuyện này, bố cũng không biết tình hình cụ thể thế nào, nhưng Chu Dương đã gọi điện thoại đến, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, trông có vẻ như không giống không có bằng chứng, huống hồ còn đưa ra yêu cầu. Trương Thái Viêm trầm giọng nói yêu cầu của Chu Dương cho hai con trai của mình. Ngay lập tức, bầu không khí im lặng bao trùm ba người họ. Trương Thái Viêm nhắm mắt mệt mỏi, khoảng thời gian ngắn chỉ 10 phút khiến ông ta chịu áp lực không nhỏ, thậm chí đầu óc như bị sử dụng quá mức. Suy đoán về ý đồ và cách nghĩ của Chu Dương khiến Trương Thái Viêm do dự sợ thua. Hai anh em Trương Luân và Trương Anh cũng trầm tư. Cả hai đang suy nghĩ về các điều kiện Chu Dương yêu cầu. Trương phái ai đó đến Trường Sa để cùng anh trao đổi. Vấn đề này có phần không khả thi. Thưa bố, chuyện này, đối với chúng ta Trương gia mà nói, rất khó. Trương Anh trầm giọng nói, có một số việc ông không giống người anh Trương Luân, chỉ vì cái lợi trước mắt, cho nên cân nhắc rất rõ ràng. Thưa bố, nếu Trương gia của chúng ta phái người đến Trường Sa để thảo luận với Chu Dương, điều đó có nghĩa chúng ta nhận định là mình có nhúng tay vào vụ việc này. Tuy nhiên, trong tay Chu Dương chưa hẳn đã có bằng chứng đầy đủ. Một câu nói như sấm sét giữa trời quang, đánh mạnh vào trái tim của Trương Thái Viêm. Chương 433, quyết định của Trương Lão gia. Đúng vậy, nếu ông ta thật sự làm theo điều kiện của Chu Dương, phái người đi Trường Sa thương lượng, đó không phải là không đánh đã khai, thừa nhận Trương gia âm thầm dở trò sao? Tới lúc đó, dù trong tay Chu Dương có chứng cứ hay không, đều có thể trong nháy mắt chiếm thế thượng phong, khiến Trương gia bọn họ lâm vào thế bị động. Tất cả chuyện này đều ngược lại với những suy nghĩ của Trương Thái Viêm. Không sai, Trương Anh nói rất đúng, thiếu chút nữa ta mắc mưu Chu Dương rồi. Trương Thái Viêm lạnh giọng nói, tất cả u buồn vừa rồi, trong nháy mắt đã tiêu tan hết. Anh Nhi, vẫn là con nghĩ chu đáo, nếu ta thật sự cho người đi Trường Sa thương lượng với Chu Dương, quả là tổn thất rất lớn. Hừ, Chu Dương này mưu ma quỷ kế rất nhiều, có điều lúc này cậu ta đã nghi ngờ chuyện này. Nếu chúng ta không dừng tay thì cậu ta nhất định sẽ hành động. Trương Thái Viêm trầm giọng nói, mọi cản trở qua đi, bây giờ tâm trạng rất thoải mái. Suy cho cùng, cái bẫy của Chu Dương đã được Trương Anh nhắc nhở, nguy hiểm cũng từ đó mà qua đi. Đúng vậy, nhưng chúng ta phải làm thế nào để đáp trả cậu ta? Nếu chúng ta trốn tránh, cậu ta sẽ cho rằng chúng ta chột dạ, từng bước áp bức ta. Trương Thái Viêm trầm giọng nói, tuy rằng Chu Dương bày ra cái bẫy này, bị bọn họ tránh được, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là kế tiếp bọn họ phải đối mặt như thế nào với Chu Dương. Dù sao, đã có lần thăm dò này, bọn họ cũng không dám chắc bất cứ lúc nào Chu Dương sẽ lại thăm dò thêm lần nữa. Mà tới lúc đó, không biết bọn họ có tránh được không, chuyện này vẫn là một ẩn số. Bố, con cảm thấy chúng ta không nên lo lắng như vậy. Đột nhiên, Trương Luân cười nói, phong thái thoải mái. Giống như chuyện mà Trương Thái Viêm và Trương Anh lo lắng, với ông ta mà nói, căn bản chẳng là gì cả. Ừ, con có chủ ý gì? Trương Thái Viêm trầm giọng hỏi. Lúc này, ông ta cơ bản không nghĩ đến những mâu thuẫn giữa Trương Luân và Trương Anh. Bây giờ, theo ý ông ta, mọi người nên vì Trương gia mà nhượng bộ. Bố nghĩ mà xem, nếu chúng ta sợ hãi rụt rè, không dám đến Trường Sa thương lượng với Chu Dương, như vậy chẳng khác gì nhận mình nhát gan. Nói cách khác chính là trong lòng có phải đã sợ đối đầu với Chu Dương rồi không? Trương Luân tự tin nói. Vừa nãy ông ta kinh ngạc khi nghe những gì Trương Anh nói, ông ta không ngờ, bình thường Trương Anh không có gì đặc biệt nhưng nay lại thốt ra những lời khiến ông ta thức tỉnh. Lần này, Trương Anh để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng gia chủ, hơn nữa còn có thêm điểm cộng. Một khi tương lai hai người tranh giành vị trí gia chủ, khó tránh việc lão gia chủ sẽ nhớ lại chuyện này mà ủng hộ cho Trương Anh nhiều hơn. Cho nên, dù thế nào Trương Luân cũng phải nói ra điểm mấu chốt nào đó khiến lão gia tin tưởng. Nếu Trương Anh cho rằng không nên đến Trường Sa thương thượng với Chu Dương, vậy mình sẽ chủ trương đi Trường Sa thương lượng. Trương gia không chỉ phải đến Trường Sa mà ngay cả những người được phái đi cũng phải có đủ tư cách, ít nhất là ở cấp bậc như bọn họ. Chỉ có như vậy, Trương gia mới tỏ ra thật sự chú tâm chuyện này, hơn nữa còn quyết tâm điều tra rõ ràng. Đến lúc đó, xem Chu Dương thật sự có chứng cứ gì hay chỉ đang lừa bọn họ. Ừ, nói thế nào? Trương lão gia lần này rất để ý đến lời nói của Trương Luân.
Vừa rồi cách nói của Trương Anh tuy rằng khiến ông ta thức tỉnh và thông suốt, nhưng không đi Trường Sa thì lại lộ vẻ Trương gia có phần nhát gan, sợ phiền phức. Điều này, trái với tác phong bình thường của Trương Thái Viêm, truyền ra ngoài sẽ khiến người khác chê cười. Nhưng vì không có biện pháp tốt hơn, nên Trương Thái Viêm cũng nén lòng để tán thưởng Trương Anh. Bây giờ, Trương Luân lại có cách mới, không chỉ có khả năng gỡ bỏ hiểm nghi cho Trương gia mà còn cho thấy khí chất dũng cảm của Trương gia, điều này rất phù hợp với tính cách của ông ta. Chỉ trong nháy mắt ông ta đã quên những lời Trương Anh lúc nãy. Bố, dựa theo cách nói của chú hai vừa rồi, cũng được, nhưng con cảm thấy, làm như vậy sẽ khiến Trương gia lâm vào cục diện bị động. Chúng ta không xuất hiện, không đến Trường Sa, không dám chắc tương lai Chu Dương sẽ không đem chuyện này ra nói, tới lúc ấy chúng ta sẽ hết đường chối cãi. Hơn nữa, con cảm thấy, chúng ta không đến Trường Sa thì khó tránh khỏi chuyện bị Chu Dương nghi ngờ, nhưng ngược lại, cũng bởi vì chúng ta không đến Trường Sa, nên cậu ta mới càng thêm hoài nghi, cho rằng chúng ta là sợ đối đầu với cậu ta. Nếu đã như vậy, tại sao chúng ta không hào phóng mà đến Trường Sa trước? Như thế, mặc kệ là trong tối hay ngoài sáng, trước hết là Chu Dương sẽ không có khả năng gây bất lợi cho chúng ta, bởi vì chúng ta tới Trường Sa trước, nhất cử nhất động, nhất định sẽ nằm trong tầm mắt của Giang gia. Trương Luân nói năng mạch lạc, mỗi một câu nói, nét mặt lại thêm một phần phấn khích. Thử nghĩ, nếu trong lúc chúng ta lương lượng với Chu Dương bị Giang gia biết được, dựa vào ân oán của Giang gia và Chu Dương mà nói cho dù chúng ta không làm gì thì e là Giang gia cũng sẽ chủ động ra tay, đối phó với Chu Dương. Trương Luân nói xong, cả phòng rơi vào tĩnh lặng. Trương Thái Viêm, Trương Luân, Trương Anh, cả ba đều im lặng. Trương Luân không nói gì bởi vì vừa nãy ông ta vừa nói xong. Trương Anh không nói gì, vì ông ấy cũng đã nói hết lời, hơn nữa những lời này của Trương Luân, rõ ràng phản bác ý của ông, hơn nữa nói có sách mách có chứng, chỉ cần nghe thôi cũng thấy rất khả thi, lại còn có thể phô ra phong thái của Trương gia, không khiến lão gia mất mặt. Đến nỗi Trương Thái Viêm cũng trầm ngâm, phân tích lời nói của Trương Luân, xem trong đó còn có điều gì sơ hở mà Trương Luân chưa nghĩ đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hết nửa tiếng, Trương Thái Viêm mới thở dài một hơi, xem như an lòng. Qua nửa tiếng suy xét, Trương Thái Viêm không tìm thấy bất kỳ sơ hở nào. Tất nhiên, trong chuyện này quan trọng nhất vẫn là Chu Dương không có chứng cứ. Đúng vậy, trong tay Chu Dương có chứng cứ, thì sớm đã bị ba người bọn họ diệt trừ. Nếu trong tay Chu Dương thật sự có chứng cứ, anh sao có thể gọi điện thoại đến đây, bảo Trương gia bọn họ phái người đi Trường Sa thương lượng. Chỉ cần Chu Dương trực tiếp đưa ra chứng cứ, mặc kệ đến lúc đó Trương gia muốn giải thích như thế nào, việc ngấm ngầm dở trò sau lưng cũng không thể chối cãi được. Chương 434, tới thời hạn. Cho nên, nếu như Chu Dương đã đưa ra yêu cầu như vậy, thì chắc hẳn trong tay anh không có bằng chứng, mọi chuyện chỉ là phỏng đoán thôi. Nếu đã như vậy, thì nhiệm vụ của bọn họ chính là xua tan đi cái phỏng đoán trong đầu của Chu Dương là được. Được, vậy thì mọi chuyện đều làm theo cách của Trương Luân. Trương Luân, nếu con đã đề xuất, vậy thì lần đi Trường Sa này do con dẫn dắt mọi người. Ngoài ra, dẫn theo Trương Kiệt đi cùng, xét về tình nghĩa bạn cùng lớp, thì chắc chắn sẽ không gây ra điều gì bất lợi cho con đâu. Trương Thái Viêm vừa ra tay đã xử lý ổn thỏa chuyện này trong chốc lát. Trương Luân cũng chỉ thờ ơ mỉm cười, thỉnh thoảng liếc nhìn Trương Anh một cái, hiện rõ sự hả hê trong ánh mắt. Có lần thứ nhất, ắt sẽ có lần thứ hai. Lần này, đề xuất của ông ta được lão gia chủ thừa nhận, trong tương lai, lần thứ hai đương nhiên sẽ có được sự công nhận của Trương Thái Viêm. Nếu như mọi chuyện diễn ra như vậy, thì Trương Luân tự nhận thấy vị trí gia chủ không còn quá xa xôi nữa. Nghĩ đến đây, Trương Luân lập tức cảm thấy khắp người tràn đầy năng lượng, ông ta đứng dậy xin phép rời trước để trở về chuẩn bị. Lần này, đến Trường Sa đàm phán với Chu Dương, không chỉ dùng lời để giải thích hay đảm bảo điều gì. Mà hơn nữa, chính là đại diện cho lập trường của Trương gia, làm rõ hiểu lầm này với Chu Dương, thậm chí phải tìm lại vị trí đứng đầu của mình, khiến Chu Dương phải cúi đầu trước Trương gia. Bằng cách này, nếu như không có chuẩn bị tốt mọi chuyện, thì khi đến Trường Sa, đứng trước mặt Chu Dương, có lẽ sẽ không đàm phán được ra chuyện gì tốt đẹp. Trong phòng lúc này, chỉ còn lại hai người, Trương Lão gia và Trương Anh. Nhìn thấy Trương Anh im lặng như vậy, ông ta có chút day dứt trong lòng. Chỉ có điều sự day dứt đó chỉ hiện chớp nhoáng trong lòng ông ta, sau đó nó lập tức biến mất không còn tăm hơi. Đề xuất của Trương Anh cũng rất hợp lý, ngay từ giây đầu tiên đã khiến ông ta nhận thức được lợi ích của nó, cho nên sau đó ông mới có lại được tinh thần chiến đấu.
nhưng thực tế là như vậy, có một số thứ, không phải cứ đưa ra trước thì nhất định có lợi nhất. Cũng giống như đề xuất vừa rồi của Trương Luân, so với đề xuất của Trương Anh đưa ra trước, thì đề xuất của Trương Luân lại được ông ta lựa chọn. Điều này không phải vì ông ta yêu quý Trương Luân hơn, mà đề xuất của Trương Luân càng phù hợp với suy nghĩ của ông ta, đề xuất đó cũng phù hợp với địa vị và tình trạng hiện giờ của Trương gia. Dù sao, thì Trương gia cũng là một trong năm gia tộc có địa vị lớn nhất tỉnh Tương Tây này, đối mặt với Chu Dương chỉ là một người ngoài, vốn dĩ bản thân đã có ưu thế về địa vị, giữa hai bên đã không được bình đẳng rồi. Nếu Trương gia hạ mình đến đàm phán với Chu Dương, vậy thì chắc chắn sẽ đánh tan được nghi ngờ của Chu Dương, nhưng chuyện này đối với danh dự và uy nghiêm của Trương gia mà nói, thì đó là một đòn đả kích vô hình. Về điểm này, thì người ngoài sẽ không cảm thấy Trương gia bọn họ xem xét quá nhiều khía cạnh. Bọn họ chỉ nhận xét phiến diện theo những gì mà họ nhìn thấy, đó chính là, đường đường là một Trương gia, mà lại đi cúi đầu trước Chu Dương. Vậy thì, những người có suy nghĩ lệch quỹ đạo kia, rất có khả năng sẽ nhân cơ hội này mà gây ra phiền toái. Đến lúc đó, một Trương gia tôn nghiêm uy phong trong các gia tộc lớn của tỉnh Tương Tây, cũng sẽ dần dần biến mất. Mà điều này, Trương Thái Viêm không có cách nào có thể chấp nhận được. Tuy nhiên không thể nói là đề xuất của Trương Anh không tốt, chỉ có điều đề xuất này đối với Trương gia lúc này mà nói, thì không thích hợp. Trương Anh, con cũng đừng nản lòng, lần này là Chu Dương gọi điện qua bên này ngả bài với chúng ta trước, không cần biết trong tay cậu ta có chứng cứ hay không, chúng ta đều phải đi đàm phán với cậu ta, để có được xác nhận cuối cùng, nhưng sự uy nghiêm của Trương gia chúng ta, không thể để bị coi nhẹ như thế được. Cho nên hy vọng con có thể hiểu được điều này, bây giờ trở về, hãy đả thông tư tưởng của Trương Kiệt cho thật tốt, để nó có thể tận lực giúp đỡ bác cả nó. Trương Thái Viêm đưa tay ra, nở nụ cười yếu ớt, vỗ nhẹ lên bả vai của Trương Anh. Lúc này, ông ta cảm thấy tâm trạng của mình vô cùng thoải mái và thư thái, cái loại cảm giác trước nay chưa từng thấy. Chỉ cần lần đàm phán này diễn ra suôn sẻ, xua tan sự nghi ngờ của Chu Dương đối với Trương gia, sau đó chờ đợi. Chu Dương đến tìm bọn họ để giải quyết một số vấn đề, như vậy, thì quyền hạn của Trương gia trong toàn bộ hạng mục chi nhánh đó, dần dần sẽ được cải thiện. Chỉ cần nghĩ về thành công cuối cùng này, thì không gì có thể lay chuyển được địa vị của Trương gia trong ngày mỹ phẩm ở tỉnh Tương Tây, thậm chí mỹ phẩm mỹ thần của Trương gia cũng sẽ có được tiếng nói lớn trên toàn quốc, Trương Thái Viêm mang theo niềm vui sướng trong lòng từ từ đi vào giấc ngủ. Dù gì thì ông ta cũng đã ngoài 80. Vừa rồi lại phải suy nghĩ phân tích trong một thời gian dài như vậy, cho nên lúc này cả thể xác và tinh thần đều cực kỳ mệt mỏi. Còn Trương Anh nhìn thấy ông ta nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, còn phát ra tiếng gáy khe khẽ, nét mặt không thay đổi, chỉ là ánh mắt ông ấy hơi dao động. Tuy nhiên, không ai nhận thấy chút dao động nhỏ nhoi này. Sau đó, Trương Anh xoay người đóng cửa lại, rồi rời đi. Ở bên kia, sau khi Chu Dương cúp điện thoại, anh cũng đang suy nghĩ mọi chuyện. Những lời này của mình có lẽ đã khiến Trương Thái Viêm rất ngạc nhiên, cho dù ông ta là người có địa vị cao ở tỉnh Tương Tây đi chăng nữa, thì sau khi nghe được những lời này, trong lòng nhất định phải có chút kinh sợ. Còn về cái gọi là bằng chứng, Chu Dương không hề có chút lo lắng về chuyện đó, hiện tại chỉ xem Trương gia có gan đến Trường Sa đàm phán với anh hay không. Hai ngày tiếp theo, mọi thứ diễn ra bình thường như mọi khi. Chu Dương gọi điện cho Vương Vĩ để hỏi tình hình gần đây ông ấy có gặp phải khó khăn gì không, những kẻ đòi phí bảo kê đó có còn xuất hiện. Lần này, Vương Vĩ đưa đến cho Chu Dương một tin tức mới. Trước đó Chu Dương khuyên bảo bọn họ quay lại thành phố Liễu. Lúc đầu, có vài người vẫn hơi sợ hãi, đồng thời cũng phàn nàn khi Chu Dương để mặc họ không quản. Họ thậm chí đã đưa ra quyết định rằng nếu những kẻ côn đồ kia vẫn đến tìm họ gây rối, mà Chu Dương không có cách nào giải quyết được, thì bọn họ sẽ từ bỏ chi nhánh này. Cũng chẳng có gì ghê gớm, họ không kinh doanh ở tỉnh Tương Tây nữa, thì họ có thể quay trở lại Đông Hải, bảo vệ 1/3 địa bàn của họ, dựa vào đó họ vẫn có thể sống một đời dư giả. Nhưng đợi đến khi họ về thành phố Liễu, chưa vội làm việc ngay, dùng 2 ngày để quan sát mọi chuyện, phát hiện đám côn đồ kia biến mất không thấy tăm hơi đâu, lúc đó họ mới cảm thấy yên tâm. Ngay sau đó, Vương Vĩ tuyển một đội xây dựng và tiếp tục sửa sang các chi nhánh. Đám côn đồ đó dường như đã thực sự biến mất không một chút tung tích, cũng không còn rắc rối nào đến tìm họ nữa. Chuyện này khiến cho Vương Vĩ hơi chột dạ, nhớ lại trước đây mình đã từng nghi ngờ và phàn nàn Chu Dương. Cho nên, trong cuộc điện thoại này, Vương Vĩ đã xin lỗi Chu Dương, đồng thời cũng nhấn mạnh lần nữa đợi đến khi ông ấy quay lại Trường Sa,
nhất định sẽ mời Chu Dương ăn cơm. Chu Dương cũng không đồng ý hay từ chối. Dù sao thì dựa vào thế lực và địa vị này của anh, cũng không quá để ý đến bữa mời cơm này của Vương Vĩ. Có điều anh vẫn nhắc nhở Vương Vĩ tốt nhất không được lơ là cảnh giác, nhắc ông ấy vẫn nên cẩn thận xử lý mọi chuyện. Ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng trong thời hạn Chu Dương đưa ra cho Trương Thái Viêm, buổi sáng sớm, Chu Dương thức dậy, anh rời khỏi giường nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đến lúc này, anh vẫn không có cách nào để xác nhận Trương gia liệu có phái ai đến đây để đàm phán với anh hay không. Dù sao, chuyện như vậy cũng xác định được một điều, đó là Trương gia đang chột dạ. Điều này, cho dù Trương Thái Viêm lúc đầu không phát hiện ra, nhưng chỉ cần ông ta bình tĩnh lại, thì nhất định sẽ biết rõ. Cứ cho là ông ta thực sự không phát hiện được, nhưng Trương gia nhiều người như vậy, nhất định sẽ có người nhận ra điều này. Chương 435, sự quan tâm của Thẩm Bích Quân. Cốc cốc cốc. Đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên. Chu Dương mở cửa, Chu Dương mở cửa, làm cái gì ở bên trong vậy? Có phải dẫn cô gái nào vào phòng rồi không? Còn không đợi Chu Dương tới mở cửa, âm thanh của Thẩm Bích Quân trực tiếp vang lên. Lời nói bất thình lình này, khiến Chu Dương bất ngờ, làm anh suýt nữa thì chật cả hông. Mới sáng sớm, nói năng sằng bậy cái gì vậy? Không sợ bị người khác nghe thấy sao? Mở cửa ra, sắc mặt Chu Dương tối sầm lại nhìn Thẩm Bích Quân, âm thanh lạnh lùng như băng. Trước mắt, chuyện của anh rất nhiều, không chăm sóc tốt cho cô xếp Thẩm Bích Quân, điều này khó tránh khiến cho Thẩm Bích Quân bất mãn. Nói cho cùng, tại công ty Danh Dương, cô ấy cũng là xếp chân chính, người đẹp giàu có chiếm giữ hơn phân nửa cổ phần. Nhưng ở Tương Tây, tất cả những người làm việc dưới tên công ty Danh Dương, và cửa hàng trụ sở chính, đều coi Chu Dương là ông chủ, còn đối với cô, người chủ thật sự này họ coi như không nhìn thấy. Nếu đổi lại là những người khác, bây giờ đã nổi trận lôi đình, sớm không biết đã chém Chu Dương thành bao nhiêu mảnh, cho dù sa thải, e rằng cũng không biết sa thải bao nhiêu lần. Vì thế bây giờ Chu Dương sống thoải mái như vậy, Thẩm Bích Quân liền cảm thấy tất cả đều là công lao của bản thân cô. Công lao cuối cùng, vẫn là sự nhẫn nại đáng kinh ngạc của cô, có khả năng tiếp nhận tất cả đãi ngộ bất công, thậm chí, ở bên cạnh Chu Dương làm này làm nọ, giống như một tiểu nha hoàn. Cửa phòng Chu Dương vừa mở ra, Thẩm Bích Quân liền xông thẳng vào, đôi mắt đẹp không ngừng kiểm tra xem xét mọi ngóc ngách trong phòng. Giống như sư tử biển đang dò xét lãnh địa của mình, một khi phát giác có sự xâm nhập khác thường, thế nào cũng sẽ nổi trận lôi đình, đuổi đối phương ra ngoài. Một mình anh ở trong phòng sao? Kiểm tra một vòng, thật sự không phát hiện người khác, Thẩm Bích Quân liếc mắt nhìn Chu Dương, thản nhiên hỏi. Nhưng giọng điệu này lại chứa ẩn sự vui sướng. Chu Dương cũng không biết đây có phải là ảo giác của mình hay không, nhưng chỉ cần Thẩm Bích Quân không làm gì quá đáng, đối với anh mà nói, bất kể Thẩm Bích Quân làm gì, đều không liên quan. Nói cho cùng, bản thân Thẩm Bích Quân cũng không phải là một người dễ trêu chọc, huống hồ, cho dù có chuyện gì, anh vẫn ở đây. Bằng không cô cho rằng như thế nào? Chu Dương bất đắc dĩ nói, tự ý ngồi xuống ghế sofa. Đối với hành vi ngày nào cũng tới kiểm tra phòng của Thẩm Bích Quân, anh đã xem như một thói quen. Trước kia ở Đông Hải, bọn anh không ở cùng nhau, không có điều kiện này. Nhưng bây giờ, mọi người ở trong một khách sạn, hơn nữa các phòng đều cùng một tầng, thật sự rất gần nhau, tạo điều kiện đầy đủ cho Thẩm Bích Quân. Có lúc Chu Dương oán thầm trong lòng, vợ anh còn không có chịu khó như vậy. Thế thì tốt, đúng rồi, hôm nay tôi và Linh Ngọc chuẩn bị ra ngoài đi dạo. Anh có muốn đi cùng không? Thẩm Bích Ngọc mỉm cười gật đầu, xem như tán thành sự nghiêm túc của Chu Dương. Một giây sau, đề tài của cô tức khắc chuyển thành ra ngoài đi dạo, mà còn đi cùng Tạ Linh Ngọc. Nếu là trước kia, Chu Dương thế nào cũng sẽ đồng ý, sau đó vui vẻ cùng hai người đẹp ra ngoài đi dạo. Nhưng bây giờ, anh muốn ở đây đợi tin tức của Trương gia, vì vậy căn bản không đi được. Mà điều này có liên quan tới vấn đề tiến độ hạng mục chi nhánh công ty Danh Dương ở tỉnh Tương Tây. Nói nghiêm trọng chút, những việc này đều liên quan tới việc tương lai trở lại Chu gia của anh, chuyện nâng cao thực lực của bản thân, không thể không thận trọng cư xử. Cho nên lần này, Chu Dương chậm rãi lắc đầu, xem như từ chối. Không được, tôi hôm nay còn có việc, không thể đi. Nếu các cô muốn đi thì tôi để Xuyên Tử đi cùng vậy, phòng ngừa điều bất trắc. Hả, anh không đi, anh thì có việc gì? Không phải là muốn đợi cô gái nào đấy chứ? Thẩm Bích Quân rất hoài nghi với việc Chu Dương từ chối, cô lắc đầu, trên mặt tràn đầy sự nghi ngờ, ngữ khí cũng không mấy thiện cảm.
Nếu Chu Dương nói không ra lý do để cô có thể thấu hiểu, nói không chừng Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc sẽ chất vấn Chu Dương một trận ra trò. Dẫu sao, chuyện như vậy vừa mới mấy ngày trước cũng đã từng xảy ra. Có lúc thật muốn bổ não cô ra, xem bên trong là cái gì, cô gái nào ở đây chứ, cô thấy tôi có nói chuyện được mấy câu với cô gái nào không? Chu Dương liếc mắt nhìn, anh thấy hơi đau đầu với suy nghĩ vô lý của Thẩm Bích Quân. Có đấy, Giang Yến kia không phải sao? Với lại người ta dáng vẻ xinh đẹp, da trắng chân dài, nhìn thế nào, đều thấy đúng là món ăn của anh. Thẩm Bích Quân thản nhiên cười, nhìn Chu Dương, giả vờ như không có chuyện gì tiếp tục ở trong phòng đi đi lại lại. Nhưng Chu Dương biết, nếu hôm nay mình không nói rõ ràng sự tình, Thẩm Bích Quân sẽ không từ bỏ, thậm chí còn lôi kéo Tạ Linh Ngọc cùng nhau ở trong phòng, cho đến khi anh nói ra thì thôi. Tôi là đang đợi người của Trương gia, trước đó. Rơi vào đường cùng, Chu Dương cũng đành phải nói ra sự tình, nhưng anh che giấu một chút, dù sao đây cũng giao dịch của anh và Trương Thái Viêm, nói nhiều với người khác, chung quy cũng không tốt. Hơn nữa Chu Dương cảm thấy, với tính cách của Thẩm Bích Quân, một khi trở mặt với Trương gia, vậy thì cô tuyệt đối sẽ nói hết chuyện này với mọi người. Vậy sao, xem ra thật sự không phải làm chuyện gì mờ ám với cô gái khác, nếu đã như vậy, tôi và Linh Ngọc cũng không đi nữa, ở lại khách sạn, nhỡ may Trương gia đến gây chuyện, Ngưu Xuyên không ở đây, anh một mình ứng phó không nổi. Thẩm Bích Quân xua tay, khẽ mỉm cười, sau đó trực tiếp rời khỏi phòng Chu Dương, trở về phòng của mình. Nhìn Thẩm Bích Quân vui vẻ, nhưng bóng lưng lại có chút nặng nề, Chu Dương bỗng cảm thấy trong lòng hơi áy náy. Nhắc lại chuyện này mới nhớ, vốn dĩ anh đến Tương Tây, chủ yếu là vì muốn ra ngoài thư giãn với Tạ Linh Ngọc, còn Thẩm Bích Quân đuổi theo cùng đến đây, chỉ sợ là giả vờ muốn đi thư giãn. Còn đối với thỉnh cầu của Trương Kiệt, vốn dĩ đối với Chu Dương mà nói, chỉ là thuận tay làm mà thôi. Nhưng không ngờ, ngay ngày đầu tiên ở Trường Sa, đã gặp Giang Bắc, anh ra tay đánh Giang Bắc tàn phế, cho nên sự tình phát triển đến mức như bây giờ. Cửa hàng của anh ở Tương Tây càng ngày càng rộng lớn, muốn quay về như cũ đã không phải là chuyện dễ dàng đơn giản như thế nữa. Đối với hai người Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân, Chu Dương tự nhiên ít đi một phần quan tâm. Có điều, nghĩ đến tương lai bản thân phải trở về Chu gia, mà Chu gia lại có thực lực lớn đến mức năm đại gia tộc của tỉnh Tương Tây cùng nhau liên hợp cũng không theo kịp, Chu Dương cảm thấy áp lực trên vai hết sức to lớn, khiến anh một khắc cũng không dám trì hoãn. Có điều, Thẩm Bích Quân vừa mới đi, chưa được mấy phút, Tôn Liên liền xuất hiện ở trước cửa phòng Chu Dương. Chu Dương cảm thấy hơi ngạc nhiên khi thấy Tôn Liên xuất hiện trước cửa phòng mình. Bởi vì trước kia, nếu Chu Dương không chủ động tìm Tôn Liên nói chuyện thì bà ấy sẽ không chủ động tìm mình. Tôn Tổng, có chuyện gì không? Chu Dương cười hỏi, tuy rằng anh không rõ lắm về mục đích của Tôn Liên, nhưng chung quy cũng không phải đến gây chuyện với Chu Dương. Nghe nói Trương gia hôm nay sẽ đến đây. Tôn Liên lên tiếng hỏi thẳng. Chương 436, đến rồi. Lần này, khiến Chu Dương cảm thấy hơi kinh ngạc, anh rõ ràng không nói với Tôn Liên, tại sao bà ấy lại biết được? Lẽ nào là Thẩm Bích Quân? Nghĩ đến đây, ánh mắt Chu Dương dịu dàng hơn. Suy cho cùng, Thẩm Bích Quân là người cứng miệng mềm lòng, luôn nói lời chê bai nhưng kỳ thật lại vô cùng quan tâm đến Chu Dương, sợ Chu Dương không đối phó được với mấy lão hổ ly ở Trương gia, nên liên lạc với Tôn Liên, nhờ bà ấy giúp đỡ. Dẫu sao bọn họ đều là phụ nữ, hơn nữa thời gian này ở chung rất hòa hợp, tình cảm hai bên khá tốt, chút chuyện này, Thẩm Bích Quân đã mở lời, Tôn Liên cũng sẽ không từ chối. Đúng vậy, là giám đốc Thẩm nói cho bà sao? Chu Dương không hề che giấu, mỉm cười mời Tôn Liên vào trong phòng, có điều anh cũng không quên tránh rủi ro, không đóng chặt cửa. Bích Quân lo lắng cho cậu, nên muốn tôi đến xem thử, giúp cậu đưa ra chủ ý. Tôn Liên cười nói. Nhìn ánh mắt của Chu Dương, cũng mang theo chút khác lạ. Sự quan tâm Thẩm Bích Quân đối với Chu Dương, còn sâu sắc hơn tưởng tượng của Tôn Liên lúc trước, thậm chí, thái độ của Tạ Linh Ngọc đối với Chu Dương, cũng không thân thiết bằng Thẩm Bích Quân. Nếu như vậy, liệu có phải tình cảm giữa Tạ Linh Ngọc và Chu Dương không tốt lắm? Thậm chí, cảm tình giữa bọn họ đang trên bờ vực tan vỡ. Vậy thì, thái độ của Thẩm Bích Quân cũng dễ hiểu. Nhưng điều Tôn Liên nghĩ đến lúc này là liệu rằng Trần Hân có khả năng làm được gì? Ít nhất, cô ấy bây giờ có thể làm gì vì Chu Dương, đến lúc đó, Chu Dương cũng có thể cân nhắc nghĩ đến Trần Hân. Thật ra cũng không phải vấn đề lớn gì, Trương gia có ở đây, cũng không thể làm gì được tôi, có điều vẫn phải cảm ơn Tôn Tổng,
có lời này của bà, chắc hẳn, Trương gia sẽ có chừng mực. Chu Dương cười nói, anh tiếp nhận ý tốt của Tôn Liên không thể nào vì chỉ một thỉnh cầu của Thẩm Bích Quân, mà đặc biệt tới nói với anh mấy lời này. Dù sao dựa vào hiểu biết của Chu Dương, thể diện của Thẩm Bích Quân vẫn chưa lớn đến vậy. Ha ha, mọi thứ đều không có tuyệt đối, cẩn thận chút, dù sao vẫn tốt hơn, Trương gia khi nào sẽ đến. Tôn Liên mỉm cười, khẽ hỏi, hiển nhiên cũng rất hiếu kỳ về việc Trương gia đến Trường Sa tìm Chu Dương để bàn chuyện. Dẫu sao, Trương gia ở Tương Tây có địa vị tôn quý, Chu Dương cùng lắm chỉ là một kẻ vùng khác đến, thân phận của hai bên, cách xa cả ngàn dặm. Vậy nên, lần này Trương gia đến Trường Sa để bàn chuyện với Chu Dương, bất luận là gì, đối với Tôn Liên mà nói, đều là vấn đề đáng quan tâm. Hơn nữa, dựa trên hiểu biết của Tôn Liên về Trương gia, lần này Trương gia đến Trường Sa, không thể bí mật mà tới, cũng không thể lặng lẽ mà đến khách sạn được. Ít nhất, Trương gia sẽ cho Giang gia ở Trường Sa biết, bọn họ đến đây. Còn chuyện sau đó, Tôn Liên không quá để tâm. Tôi không biết, họ vẫn chưa gửi tin chính xác cho tôi, có điều, thời gian tôi cho bọn họ, hôm nay chính là ngày cuối cùng, nếu như bọn họ không đến, vậy thì sẽ có trò hay để xem rồi. Chu Dương cười nói, mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên thực tế, Chu Dương kỳ thực đã từng nghĩ đến chuyện Trương gia hôm nay sẽ không đến, nhưng cũng rất nhanh bị chính mình bác bỏ. Hiểu biết của Chu Dương về Trương gia, thực ra không sâu, nhưng điểm này anh lại rõ ràng. Chính là đối với một đại gia tộc như Trương gia, thể diện của gia tộc còn quan trọng hơn cả mạng sống. Nhiều lần, người trong các đại gia tộc này, nhất là mấy người có địa vị cao, thường thà rằng chịu tổn thất nghiêm trọng, cũng phải giữ lấy thể diện của gia tộc. Điều này đối với Trương gia mà nói, đương nhiên chẳng có gì phải nghi ngờ, mà Chu Dương cũng cảm thấy vậy. Chu Tổng, Trương gia đến Trường Sa rồi, bây giờ Giang gia đã biết được tin này, nhưng không biết bọn họ sẽ có hành động gì. Đúng lúc này, di động của Chu Dương đột nhiên đổ chuông. Thấy tên người gọi đến trên màn hình, Chu Dương nhếch môi, trực tiếp nghe máy không chút do dự. Ngay lập tức, giọng nói của người bên kia vang lên. Chu Dương không giấu giếm, thậm chí trực tiếp mở loa ngoài, để Tôn Liên cũng có thể nghe rõ ràng. Lần này, Tôn Liên thật sự rất bất ngờ. Một mặt là bà ấy không nghĩ tới Chu Dương không hề đề phòng mình, tin tức như vậy cũng để bà ấy tùy tiện nghe được. Phải biết rằng, một khi bản thân nổi lên lòng hiếu kỳ, nghiêm túc đi điều tra người báo cáo tin tức cho Chu Dương, nhất định có thể tìm ra được. Đến lúc đó, lỡ như tin tức bị dò dỉ, hoặc bản thân Tôn Liên có ý đối đầu với Chu Dương, vậy thì người kia sẽ vô cùng nguy hiểm, có thể trong chốc lát đẩy Chu Dương vào tình thế bất lợi. Mặt khác, Tôn Liên cũng không ngờ rằng, Chu Dương đã có chuẩn bị từ sớm, mà sự việc phát triển không khác những gì bà ấy nghĩ là mấy, Trương gia đến, thực sự là không phải lén lén lút lút. Được, tôi biết rồi. Đáp lại một câu, Chu Dương cúp máy, mỉm cười sửa sang lại quần áo. Tôn Tổng, Trương gia đã đến, bây giờ xem ra, bọn họ cũng sắp tới nơi rồi. Chu Dương nhìn qua cửa sổ, thấy bên ngoài khách sạn không xa, một đoàn xe đang tiến đến. Đoàn xe này dừng lại trước cửa khách sạn, vài người bước ra từ trong xe. Trong số đó, có người quen của Chu Dương. Trương Luân, Trương Anh, Trương Kiệt, và vài người khác của Trương gia. Đi nào, chúng ta bây giờ cũng coi như là chủ nhà, dù thế nào cũng nên nhiệt tình đón tiếp họ. Chu Dương cười vẫy tay với Tôn Liên. Hai người lập tức cùng nhau đi thẳng đến đại sảnh của khách sạn ở tầng 1. Khí thế của nhóm người Trương gia tuy rằng không quá lớn, nhưng cũng rất dễ khiến người khác chú ý. Tôn Liên và Chu Dương cùng nhau đi xuống, ngay lập tức nhìn thấy đoàn người Trương gia. Ê, Chu Dương, bên này. Hai bên nhìn thấy nhau, còn chưa kịp chào hỏi, phía Trương gia bên kia, Trương Kiệt đã dẫn đầu vẫy tay với Chu Dương, chạy vội đến, trên mặt không giấu được sự vui mừng. Chu Dương nghiêm túc nhìn ánh mắt của Trương Kiệt, xác nhận đầy vui vẻ, phấn khích, không hề có gì khác thường. Ngay tức khắc, trong lòng Chu Dương có một suy đoán. Trương gia lần này đến đưa theo Trương Kiệt, nhưng không nói cho cậu ấy biết tỉ mỉ mọi chuyện, rõ ràng Trương Thái Viêm không muốn Trương Kiệt làm ảnh hưởng đến bất cứ chuyện gì, mà chỉ muốn Trương Kiệt đến đảm nhiệm tác dụng như chất xúc tác. Suy cho cùng, dù là Chu Dương và Trương gia có ra sao, miễn sao không phải đối địch đến chết đi sống lại. Vậy thì nếu có Trương Kiệt ở đây, Chu Dương sẽ không thực sự ra tay với Trương gia ở Trường Sa. Dẫu sao, bên cạnh Chu Dương có một cao thủ lợi hại như Ngưu Xuyên, Trương gia rất rõ ràng, họ lựa chọn tới Trường Sa, vậy thì tất nhiên phải chuẩn bị thật tốt để đối mặt với Ngưu Xuyên.
nhưng khi nhìn thấy sự phấn khích của Trương Kiệt, hiển nhiên cậu ấy cho rằng gia tộc đã bắt đầu trọng dụng mình, cảm xúc vì được công nhận bộc phát. Cậu đến rồi. Chu Dương mỉm cười chào hỏi với Trương Kiệt. Mặc dù lần này là anh cùng Trương gia thương lượng công việc, hơn nữa chủ yếu là do anh làm chủ, nhưng khi đối diện với Trương Kiệt, Chu Dương sẽ không có kiểu khí thế mạnh mẽ như đối với những người khác. Dẫu sao, hai người cũng từng là bạn đại học, hơn nữa trong thời gian học đại học, Trương Kiệt cũng đã chăm sóc Chu Dương vẫn luôn nhớ trong lòng. Chương 437, Giang Hành Nguyên đắc ý. Hai người Trương Luân và Trương Anh với tư cách là người dẫn đoàn lần này, cũng lần lượt tiến lên chào hỏi. Một đoàn người Trương gia cũng học theo Trương Luân, nhanh chóng chào hỏi Chu Dương, sau đó mọi người cùng lên tầng. Cảnh tượng này không ít người trong đại sảnh chứng kiến, nhất thời vô cùng kinh ngạc. Vài người bọn họ có thể chưa hiểu rõ về Chu Dương, thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của Chu Dương. Nhưng họ sinh sống mấy chục năm ở Tương Tây, đã rất quen thuộc với người của Trương gia. Người Trương gia trước kia cao ngạo, bây giờ lại khiêm tốn trước mặt một người trẻ tuổi như vậy khiến không ít người mở rộng tầm mắt. Thậm chí không ít người vội vàng nhắn tin, gọi điện hỏi thăm tất cả tin tức liên quan đến Chu Dương. Vì vậy, tin tức Trương gia phái người đến đàm phán bí mật với Chu Dương đã truyền khắp Trường Sa, còn các nơi khác của Tương Tây thì tin tức truyền đi hơi chậm một chút. Nhưng Dư gia, Đỗ gia và Đường gia đều nhận được tin tức sớm nhất, cũng rất nhanh chóng chú ý đến việc này. Dù sao thì đối với việc Trương gia và Chu Dương sẽ bàn bạc những gì, bọn họ cũng rất tò mò, cơ bản không biết tình hình. Ngược lại, lúc này Giang gia lại không căng thẳng như ba gia tộc còn lại, mà khá nhẹ nhõm. Ở phòng khách Giang gia, lần này, gia chủ Giang Phàm Lưu không hề có mặt. Ba anh em Giang Hành Phương, Giang Hành Nguyên, Giang Hành Quảng đang bàn chuyện cùng một số người trong Giang gia. Bọn họ đang bàn bạc chuyện trước mắt Trương gia đến Trường Sa đàm phán bí mật với Chu Dương. Đối với việc Trương gia đến Trường Sa, mọi người trong Giang gia đều đã sớm biết. Tin tức này, thậm chí họ còn biết sớm hơn đại đa số người ở Trường Sa. Anh hai, tin tức này của anh có chính xác không? Lúc này, phía trong phòng khách, dường như ánh mắt tất cả mọi người đều hướng về phía Giang Hành Nguyên. Trừ Giang Hành Phương. Dù sao tin tức Trương gia sẽ đến Trường Sa đàm phán bí mật với Chu Dương, lúc mới đầu chính là Giang Hành Nguyên nói ra. Hơn nữa nguồn tin, Giang Hành Nguyên chỉ nói ông ta có nguồn tin tức đặc biệt, còn đảm bảo tính xác thực. Ha ha, thế nào, chú ba, bây giờ vẫn còn nghi ngờ tôi à? Phải biết rằng, trước đây, tin tức Trương gia muốn phái người đến Trường Sa đàm phán bí mật với Chu Dương tôi đã biết trước rồi, lúc đó nói với mọi người, cũng chẳng ai tin, nhưng bây giờ thế nào? Giang Hành Nguyên liếc nhìn Giang Hành Quảng, thản nhiên nói. Trong tiếng cười, ngoài tràn đầy đắc ý còn hơi khinh thường. Giống như việc nói chuyện với Giang Hành Quảng đã khiến Giang Hành Nguyên tự hạ thấp mình. Vốn dĩ ba anh em Giang gia thân phận gần như nhau, địa vị ở Giang gia vì có sự áp chế của gia chủ Giang Phàm Lưu nên cũng không khác nhau lắm. Nhưng từ khi Giang Bắc bị Chu Dương đánh tàn phế, Giang Hành Phương mất đi tư cách cạnh tranh chức gia chủ, phe phái trước đây từng ủng hộ ông ta bây giờ bắt đầu phản bội. Phân hóa ra ủng hộ Giang Hành Nguyên và Giang Hành Quảng. Khách quan mà nói, Giang Hành Nguyên có tài nguyên nhiều hơn, thực lực cũng ngày càng được củng cố vững chắc hơn. Mơ hồ, quyền phát ngôn của Giang Hành Nguyên ở Giang gia đã có thể vững vàng áp chế Giang Hành Quảng. Vì vậy bây giờ, Giang Hành Nguyên cảm thấy mình hơi phí lời khi giải thích với Giang Hành Phương chuyện này, giải thích như vậy hơi hạ thấp bản thân. Cho nên sau khi chặn họng Giang Hành Quảng bằng câu đó thì không thèm chú ý đến ông ta nữa. Dù sao tất cả đều dựa theo sự thật mà nói, bản thân đã tự dẫn đầu tiết lộ tin tức Trương gia muốn phái người đến Trường Sa gặp Chu Dương, bây giờ tin tức đã được chứng thực, vậy thì chứng tỏ nguồn tin tức của ông ta là đáng tin cậy. Vì vậy bây giờ ông ta nói ra tin tức thứ hai, mục đích Trương gia đến đàm phán bí mật với Chu Dương, thì độ tin cậy sẽ vô cùng cao. Đúng vậy, trước đây Giang Hành Nguyên đã nói hôm nay Trương gia sẽ phái người đến Trường Sa đàm phán bí mật với Chu Dương, bây giờ chuyện đã được chứng thực. Xem ra nguồn tin tức của Giang Hành Nguyên là đáng tin cậy. Nhưng điều ông ấy vừa nói cũng thật sự khó tưởng tượng, phải biết là, giữa Chu Dương và Trương gia không phải là quan hệ hợp tác sao? Cái này cũng khó nói không chừng bọn họ vì điều gì đó mà nảy sinh bất đồng thì sao? Hay là chúng ta cứ đợi bên kia kết thúc đàm phán bí mật đã, dẫn đến nhiều sự chú ý như vậy, bọn họ cũng phải có một lời giải thích hợp lý với bên ngoài chứ? Mọi người lập tức thảo luận. Họ cũng không hoài nghi tin tức trước kia Giang Hành Nguyên nói,
nhưng đối với tin tức Giang Hành Nguyên vừa nói này lại cảm thấy hơi nghi ngờ. Thật sự là tin tức Giang Hành Nguyên vừa nói khiến người ta quá mức ngạc nhiên. Trương gia đến Trường Sa đàm phán bí mật với Chu Dương là vì giữa bọn họ có hiểm nghi, lần này Trương gia tới là để giải thích rõ ràng với Chu Dương, mà lý do của sự nghi ngờ này rất có thể có liên quan đến dự án chi nhánh gần đây của công ty Danh Dương. Nhưng tất cả mọi người trong Giang gia đều biết dự án chi nhánh đó là sự hợp tác giữa Trương gia và công ty Danh Dương của Chu Dương. Nói cách khác, dự án đó cũng có thể coi là một hạng mục của Trương gia. Như vậy thì, hai bên bọn họ có lợi ích giống nhau, sao lại có thể nảy sinh mối nghi ngờ? Ha ha, mọi người không nên ngạc nhiên như vậy, ở xã hội bây giờ, chuyện hợp tác làm ăn, cho dù là giữa anh em ruột cũng sẽ xảy ra chuyện lừa người, huống hồ quan hệ giữa Chu Dương và Trương gia cũng không đáng tin như vậy. Giang Hành Nguyên tự tin mỉm cười, nhưng như đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt bỗng trầm xuống. Còn nữa, mọi người đừng quên, trước đây ở bữa tiệc của chúng ta, lúc chúng ta vây đánh Chu Dương, Trương gia lại khoanh tay đứng nhìn, tôi nghĩ có thể từ lúc đó Chu Dương đã bất mãn với Trương gia rồi, cho nên bây giờ hai bên nghi ngờ lẫn nhau cũng là bình thường. Giang Hành Nguyên không chút kiêng kỵ nói ra chuyện bữa tiệc tối hôm đó của Giang gia, dù người khác có nghi ngờ đi nữa, lúc này cũng không thể không nghiêm túc nghĩ khả năng sự việc này là đúng. Dù sao thì Trương gia sẽ không thể vô duyên vô cớ đến Trường Sa tìm Chu Dương. Hơn nữa còn là Trương Luân, Trương Anh đi cùng nhau, bí mật đến, trước đó không hề có một chút tin tức gì tiết lộ ra ngoài. Nếu không phải Giang Hành Nguyên có nguồn tin biết sớm từ trước, sợ là bây giờ cũng vừa biết được giống như những người khác. Mà không phải như bây giờ, có đủ thời gian để đối mặt với chuyện có khả năng đã xảy ra giữa Chu Dương và Trương gia. Huống hồ, về việc đàm phán bí mật lần này của họ, Giang Hành Nguyên đã nói ra một vài lý do. Điều này rõ ràng giúp Giang gia nắm được quyền chủ động nhiều hơn. Vậy anh nói xem, lần này chúng ta nên làm gì? Có người lập tức hỏi. Những người khác cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía Giang Hành Nguyên. Dù sao thì với tư cách là người tuyên bố tin tức, chắc chắn Giang Hành Nguyên còn có nhiều tin tức nội bộ đáng tin hơn. Mà tin tức nội bộ này, Giang Hành Nguyên chưa chắc đã nói ra. Lần này, theo nguồn tin mà tôi biết được, vì hạng mục chi nhánh ở thành phố Liễu gặp phải bọn côn đồ yêu cầu phí bảo kê 5 triệu tệ một năm, Chu Dương nghi ngờ đằng sau việc này có bàn tay của Trương gia lại muốn phủi sạch mối liên quan cho nên phái người đến giải thích với Chu Dương. Giang Hành Nguyên nhìn mọi người, từ từ nói. Thực ra lúc mới nhận được tin tức này, ông ta cũng vô cùng chấn động. Dù sao không ai ngờ được, vào thời gian vốn nên là đỉnh cao hợp tác giữa Chu Dương và Trương gia, lại xảy ra chuyện nghi ngờ lẫn nhau. Mà cái này, đối với Giang gia chắc chắn là một cơ hội tốt. Bất kể là đối phó với Chu Dương hay đối phó với Giang gia. Chương 438, không chỉ có hai người. Nếu Trương gia và Chu Dương đều không muốn chuyện này lộ ra ngoài, thì sẽ cố gắng hết sức để che giấu, vậy thì chúng ta giúp bọn họ một tay, phát tán tin tức này ra ngoài để nghi ngờ giữa bọn họ sâu thêm một chút. Giang Hành Nguyên cười nói. Nghe thấy ông ta nói vậy, những người khác cũng thi nhau nở nụ cười. Dù sao thì chỉ nghe thôi đã thấy một khi tin này bị tiết lộ, Trương gia và Chu Dương đều sẽ sứt đầu mẻ chán. Chẳng mấy chốc, mọi người bắt đầu giải tán, theo sự sắp xếp của Giang Hành Nguyên, dùng con đường của mình để phát tán tin tức bị che giấu ra ngoài. Tin rằng với năng lực của bọn họ, không đến nửa ngày, mục đích Trương gia phái người đến đàm phán bí mật với Chu Dương sẽ truyền khắp Tương Tây. Thậm chí Giang Hành Nguyên còn mạnh miệng nói, phải để tất cả mọi người biết chuyện này. Cho dù là những người dân bình thường vốn không quan tâm đến chuyện giữa các gia tộc. Tóm lại là muốn làm đến mức tất cả mọi người đều biết. Giang Hành Phương cũng lặng lẽ rời đi, từ đầu đến cuối ông ta không nói câu nào, cũng không bày tỏ bất kỳ thái độ gì của bản thân. Có điều, ông ta cũng hơi giật mình với thủ đoạn của Giang Hành Nguyên. Từ lần trước, chuyện Chu Dương đến Trương gia người ngoài không hề biết, nhưng Giang Hành Nguyên lại biết trước, hơn nữa còn nói bản thân có nguồn tin tức ở Trương gia. Đây là lần thứ hai Giang Hành Nguyên thể hiện ra việc có nguồn tin bí mật ở Trương gia. Mà lần này so với lần trước, tin tức càng có sức công phá mạnh hơn. Có lúc Giang Hành Phương cũng nghi ngờ, cái gọi là nguồn tin này rốt cục là gì. Nhưng dù ông ta có vắt óc suy nghĩ cũng không thể nào nghĩ ra được. Dù sao thì với thực lực bây giờ của Giang gia, muốn sắp xếp một nội gián ở Trương gia căn bản là đang nói đùa. Đừng nói Giang gia. Cho dù là Dư gia căn bản cũng không thể sắp xếp nội gián ở Trương gia. Nhưng chuyện hôm nay nhất định không ít người sẽ làm,
dù sao đây cũng là một cơ hội tốt để lấy lòng Giang Hành Nguyên. Chỉ là nếu như vậy, thật sự sẽ vô cùng bất lợi cho Chu Dương. Giang Hành Phương đang thầm nghĩ, mình có nên gửi tin tức cho Chu Dương không? Đột nhiên Giang Hành Phương ngây ra tại chỗ, vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng cũng thông suốt. Đúng vậy, tất cả đều có thể làm như vậy. Trong nháy mắt, dường như tất cả đã rõ ràng, cái gọi là nguồn tin của Giang Hành Nguyên cũng chỉ có vậy. Nếu mình có thể truyền tin cho Chu Dương, nhắn nhủ một vài kế sách của Giang gia để Chu Dương chuẩn bị trước. Vậy thì, Trương gia tự nhiên cũng có người có thể làm vậy. Cho nên cái gọi là nguồn tin của Giang Hành Nguyên trên thực tế chỉ là một tên phản bội của Trương gia. Ha ha, chuyện trở nên ngày càng thú vị rồi. Giang Hành Phương cười thầm, cảm thấy dường như bản thân đã tìm ra được một chuyện thú vị, bất kể là tìm được tên phản bội trong Trương gia đó hay là nói tin tức này cho Chu Dương để Chu Dương thương lượng với Trương gia, đối với ông ta mà nói đều là một chuyện đáng để làm. Khách sạn xong nghỉ lai. Đoàn người của Trương gia đến khiến khách sạn cũng náo nhiệt hẳn lên. Tuy nhiên, vì Chu Dương đã dặn dò nên phía khách sạn tiến hành khuyên can những người xem náo nhiệt kia, nếu không thể ngăn cản được thì khách sạn cũng chỉ có thể mời họ rời đi. Dù sao đây cũng là khách sạn, tất cả do họ quyết định. Huống hồ, Chu Thiểu Hoa cũng không sợ người khác trách móc khách sạn mình. Ông ấy đã chuẩn bị một phòng họp ở tầng 6, đủ để 300 đến 400 người ngồi họp cùng nhau, mà bây giờ, chỉ có Chu Dương, Tôn Liên, và cả một đoàn người Trương gia, tổng cộng lại cũng chỉ có mười mấy người. Nhìn thì có vẻ hơi chuyện bé xé ra to, nhưng Chu Dương biết tất cả đều là sắp xếp đặc biệt của Chu Thiểu Hoa. Bởi vì Chu Dương ở Trường Sa, được coi là khách. Căn cứ của Trương gia tuy không phải ở Trường Sa, nhưng ở đây, Trương gia so với Chu Dương lại là chủ nhà. Đã như vậy thì Chu Thiểu Hoa tự nhiên sẽ không để Chu Dương mất mặt hoặc giảm khí thế. Cho nên ông ấy dùng cách này để bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với Chu Dương. Dù sao thì danh tiếng khách sạn Song Hỷ Lai của Chu Thiểu Hoa cũng vô cùng vang vọng ở Tương Tây. Cho dù là người của năm gia tộc lớn cũng phải khách sáo với ông ấy, chưa bao giờ dám đắc tội bất kỳ điều gì. Chu Thiểu Hoa cũng biết, Trương gia là người thông minh, nhất định sẽ có chừng mực, tất cả thủ đoạn xấu xa nhằm vào Chu Dương đều không thể dùng lần nữa. Cứ coi như bọn họ bắt nạt Chu Dương là một thằng nhóc không hiểu gì, nhưng lại không dám giở thủ đoạn gì trước mặt Chu Thiểu Hoa. Hòa hợp chính là trật tự hòa bình giữa thế giới của những kẻ mạnh. Hiển nhiên, Chu Dương vẫn chưa được Trương gia nhận định là kẻ mạnh. Dĩ nhiên, những điều này trước mắt Chu Dương vẫn chưa biết, anh chỉ là vô cùng hài lòng với hành động này của Chu Thiểu Hoa, đồng thời lại cảm thấy Chu Thiểu Hoa thật sự quá mức quan tâm đến mình rồi. Phải biết rằng, cùng là người của Chu gia, tuy Trần Thế Hào cũng rất tôn trọng anh, nhưng lại không biểu hiện quá mức ra ngoài mà để anh tự mình xông pha. So sánh ra thì Chu Thiểu Hoa thật sự quan tâm đến Chu Dương nhiều hơn. Tất cả những điều này với người của Trương gia, đặc biệt là hai người Trương Luân, Trương Anh lại không thể không xem trọng. Đối với danh tiếng của ông chủ Chu Thiểu Hoa của khách sạn Song Hỷ Lai, bọn họ dĩ nhiên biết, thậm chí trước khi bọn họ từ Trương gia đến Trường Sa, Trương Thái Viêm đã tự tin dặn dò bọn họ. Ở Trường Sa, ngoài việc phải cẩn thận Giang gia âm thầm hãm hại thì cần chú ý đến một người, chính là ông chủ của khách sạn Song Hỷ Lai Chu Thiểu Hoa. Tuy Trương Thái Viêm không giải thích rõ nguyên nhân, nhưng Trương Luân, Trương Anh quả thực cũng nhanh chóng đoán được một phần. Trên đường đến đây, hai người họ cũng đã dùng thủ đoạn riêng của mình thu thập vài tư liệu liên quan đến Chu Thiểu Hoa. Sau khi xem xong, hai người trầm mặc rất lâu không nói gì, trong lòng càng quyết tâm nhất định sẽ không phát sinh mâu thuẫn, xung đột gì với Chu Thiểu Hoa. Bây giờ, Chu Thiểu Hoa gõ trống khua chiêng ủng hộ Chu Dương, làm đủ chiêu bài, cũng khiến áp lực trong lòng hai người bỗng nhiên tăng lên không ít. Mọi người ngồi xuống ngay ngắn, hai người Chu Dương và Tôn Liên ngồi một bên. Đám người Trương gia ngồi một bên. Vây quanh một chiếc bàn hội nghị dài, hai bên bày ra tư thế như muốn đổ máu đến nơi. Người của Trương gia đến chỉ có mấy người đây thôi đúng không? Chu Dương cười khẩy nói, nắm bắt rất tốt bầu không khí trong phòng họp. Hừ, chỉ có chúng tôi cũng đủ rồi, nhưng còn cậu Chu, lẽ nào cũng chỉ có hai người thôi sao? Trương Luân hừ nhẹ một tiếng. Rõ ràng vô cùng bất mãn với thái độ này của Chu Dương nhưng lại không tiện thể hiện ra, chỉ đành lạnh lùng đáp lại. Chu Dương đang chuẩn bị nói, nhưng cửa lớn phòng họp lại bị người ở ngoài mở ra một cách thô bạo. Ai nói chúng tôi chỉ có hai người? Chương 439, sự phẫn nộ của mọi người. Giọng nói của Thẩm Bích Quân nhanh chóng truyền đến, cánh cửa phòng hội nghị mở ra,
mọi người bên ngoài lần lượt vào phòng, đứng trước mặt đám người Trương gia. Thẩm Bích Quân, Tạ Linh Ngọc, Trần Hân, Ngưu Xuyên, Chu Hạo, Vương Đại Lục, thậm chí cả mấy người Vương Vĩ ở thành phố Liễu cũng có mặt. Lúc này Chu Dương cũng hơi bất ngờ, những người khác thì không nói, dù sao cũng ở trong khách sạn, đến đây cũng đơn giản. Nhưng mấy người Vương Vĩ trước đó lại đều ở thành phố Liễu. Cho dù thành phố Liễu rất gần Trường Sa, nhưng nhanh nhất cũng phải mất 3 tiếng đồng hồ di chuyển. Mà khoảng cách từ Trường Sa vào đến Trường Sa, đến khách sạn rồi đến tận lúc này cũng chỉ ngắn ngủi mười mấy phút đồng đồ. Lẽ nào Vương Vĩ trong chớp mắt đã di chuyển được tới đây? Có điều sau khi thấy Thẩm Bích Quân nhìn mình một cái, Chu Dương cũng tạm khống chế sự ngạc nhiên này lại. Bây giờ mấy người Vương Vĩ đang đứng trước cửa, còn về việc bọn họ đến lúc nào thì cũng không còn quan trọng nữa. Chu tiên sinh, những người này vào đây thì có vẻ không phù hợp lắm nhỉ? Sắc mặt của Trương Luân lập tức trở nên khó coi, rõ ràng ban nãy ông ta vừa cười nhạo bên phía Chu Dương chỉ có 2 người thì một giây sau lại có đến tận 20-30 người xuất hiện, điều này không khác gì một cú tát mạnh vào mặt ông ta. Ha ha, không có gì phù hợp hay không phù hợp cả, bọn họ đều là người của công ty Danh Dương, hơn nữa dự án mở chi nhánh lần này cũng có liên quan đến bọn họ cùng vào nghe họp cũng là điều hợp tình hợp lý. Chu Dương cười nói, rồi ra hiệu cho mọi người cùng vào. Gần 20-30 người nhanh chóng đi vào phòng họp. Có điều đa số mọi người đều rất tự giác, biết mình đến đây chỉ để đảm nhiệm vai trò làm tăng quân số nên cũng tự giác tìm những vị trí trong góc để ngồi. Còn những người có địa vị hơn thì ngồi bên cạnh Chu Dương và Tôn Liên, trực tiếp đối mặt với Trương gia. Bây giờ có thể tiếp tục rồi, hay là tôi nói rõ ràng chuyện lúc trước giữa chúng ta nhé, mọi người thấy thế nào? Sau khi thấy mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi, Chu Dương dửng dưng nói. Còn Trương Luân và Trương Anh mặc dù trong lòng không thoải mái nhưng cũng lập tức nghiêm túc vào việc. Khoan đã! Chu tiên sinh, tôi nghĩ có thể trước kia giữa chúng ta đã có hiểu lầm gì đó. Những chuyện cậu nói với lão gia nhà chúng tôi qua điện thoại, chúng tôi đều biết, nhưng trong đó có rất nhiều chuyện căn bản đều là xuất phát từ một phía bên cậu, không có chứng cứ nào, nếu đổ hết lên đầu Trương gia chúng tôi thì có chút không hợp lý, mà lại nhân cơ hội này muốn đưa ra điều kiện gì đó thì cũng không thực tế lắm. Trương Luân lạnh lùng nói, thái độ cương quyết. Những người khác bên phía Chu Dương vô cùng sửng sốt, rõ ràng cảm thấy rất ngờ vực với những lời Trương Luân vừa nói. Rốt cuộc là ông ta đang nói cái gì vậy? Sao bọn họ đều nghe không hiểu gì hết? Cũng đúng. Trước đó Chu Dương cũng chưa từng giải thích rõ ràng với mọi người, cũng không thể hiện sự phán đoán của bản thân, những người biết chuyện lại cũng chỉ có ít ỏi một vài người. Chứng cứ. Chu Dương mỉm cười, cuối cùng anh cũng biết chủ ý của Trương gia là gì rồi. Nếu nói đến chuyện chứng cứ thì dù sao trước mặt bọn họ anh cũng không có chứng cứ xác đáng để chứng minh bọn họ có dở trò trong dự án mở chi nhánh này. Có điều, cái mà gọi là chứng cứ chỉ là thứ mà kẻ yếu mới cần đến, còn Chu Dương anh căn bản không cần. Những chuyện mà tôi đã xác định thì không cần chứng cứ, đối với bên các ông mà nói cũng vậy, nếu như tôi đã nhận định Trương gia các ông đã làm trò cản trở thì cho dù có hay không có chứng cứ cũng không ảnh hưởng đến suy nghĩ cũng như cách làm của tôi. Chu Dương lạnh lùng quát lớn, vẻ mặt khiêu khích nhìn Trương Luân và Trương Anh. Lần này cho dù đối mặt với Trương Anh, kể cả việc ông ta là bố của Trương Kiệt thì Chu Dương cũng không giữ lại một chút thể diện nào cho ông ta. Chu Dương, đây rốt cuộc là chuyện gì? Cậu! Vừa nhìn thấy cảnh này, Trương Kiệt liền muốn nói gì đó để làm dịu lại mâu thuẫn giữa hai bên. Nhưng lần này có vẻ như Chu Dương không định cho Trương Kiệt cơ hội này. Nếu Trương gia, đặc biệt là Trương lão gia cho rằng đưa Trương Kiệt cùng đến có thể khiến Chu Dương kiềm chế bản thân một chút vậy thì Chu Dương đơn giản sẽ không kiêng nể nữa. Về chuyện này, đây không chỉ là chuyện của Chu Dương mà là chuyện của công ty Danh Dương, còn cả những người của hơn 30 công ty mỹ phẩm đã từ Đông Hải theo Chu Dương đến Trường Sa. Lợi ích của những người này Chu Dương càng phải đảm bảo hơn. Nếu như nói dưới sự bảo đảm của Chu Dương mà bọn họ còn bị thiệt hại vậy thì tất cả đều là do Chu Dương bất tài. Đây là điều Chu Dương tuyệt đối không cho phép xảy ra. Chu Dương, cậu đừng quá đáng quá. Không có chứng cứ gì lẽ nào cậu muốn đổ tiếng xấu xa rác rưởi đó lên đầu Trương gia chúng tôi sao? Trương Luân rất tức giận, ông ta không ngờ Chu Dương lại có thái độ quyết liệt thế này, dù không có chứng cứ mà lại dám lớn tiếng như vậy, hơn nữa lại còn thể hiện thái độ có hay không có chứng chứ thì những chuyện tôi muốn làm vẫn nhất định sẽ làm. Lần này đã khiến Trương Luân rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Đến Trường Sa để đàm phán với Chu Dương là do ông ta đề nghị.
Nhưng điều mà ông ta không ngờ được là Chu Dương lại bất chấp đạo lý như vậy, căn bản không thèm quan tâm đến cái gọi là chứng cứ. Thứ rác rưởi, rốt cuộc có phải là thứ rác rưởi hay không Trương gia các người rõ hơn tôi, nếu không chi nhánh của Vương Vĩ bọn họ sao có thể gặp phải vấn đề đó, còn sau khi tôi nói chuyện điện thoại xong với các người thì những người đó tại sao lại biến mất được? Chu Dương vẫn lạnh lùng nói, gật đầu với Vương Vĩ. Đúng thế, Chu Tổng nói đều là sự thật. Vương Vĩ đứng dậy, từng từ từng chữ đem chuyện của mình và bên đối tác ở thành phố Liễu gặp phải nói rõ ràng rành mạch hết ra. Bỗng chốc, cả phòng hội nghị trở nên vô cùng yên tĩnh. Người của Trương gia bởi vì đã biết trước nội tình và được Trương Luân và Trương Anh dặn dò tước cho nên không có chỗ nào thấy đặc biệt kinh ngạc. Nhưng bên phía Chu Dương, những người đại diện cho hơn 30 công ty mỹ phẩm đến từ Đông Hải thì đồng loạt xôn xao cả lên. Bọn họ quả thực không dám tin những gì mình vừa được nghe thấy. Chi nhánh của Vương Vĩ ở thành phố Liễu đang trong lúc sửa sang, vậy mà lại bị một nhóm xã hội đen đòi phí bảo kê lên đến 5 triệu nhân dân tệ. Chuyện này thực ra cũng không phải chuyện gì to tát, dù gì đối với một cửa hàng thì không đến vài năm sẽ kiếm lại được 5 triệu tệ. Nhưng những điều ẩn giấu đằng sau chuyện này mới có hàm ý sâu xa. Đồng thời, việc này cũng có thể liên quan đến hành vi vừa ăn cắp vừa la làng của Trương gia, khiến mọi người hết sức phẫn nộ. Mọi người hợp tác với Trương gia, nhưng ngược lại Trương gia lại hãm hại chúng tôi. Nhất định phải cho chúng tôi sự giải thích rõ ràng. Đúng thế, Trương gia các người nhất định phải giải thích rõ ràng với chúng tôi hợp tác với các người, vậy mà các người bây giờ lại âm thầm giở trò sau lưng chúng tôi sao? Hôm nay có thể đòi phí bảo kê, vậy thì sau này sẽ đòi chúng tôi dâng cả cửa hàng cho các người à? Chu Tổng, chuyện này nhất định phải điều tra cho rõ ràng mới được, nếu không chúng tôi căn bản không thể yên tâm được, cũng không thể tiếp tục yên tâm tiến hành dự án chi nhánh này nữa. Ngay lập tức mọi người đều xôn xao, cả phòng hội nghị như nổ tung, lần lượt chỉ trích Trương gia, bắt Trương gia phải có một sự giải thích rõ ràng. Sắc mặt của đám người Trương gia trở nên cực kỳ khó coi. Ngay đến cả Trương Kiệt lúc này cũng vô cùng kinh ngạc nhìn bố và bác của mình, rồi lại nhìn sang Chu Dương, dường như vẫn đang phán đoán điều mà hai bên nói bên nào mới là sự thật, bên nào là giả. Trương Kiệt nghĩ đến rất nhiều khả năng cuối cùng vẫn không có cách nào đưa ra được phán đoán. Trên thực tế, chuyện này đã vượt qua sự hiểu biết và từng trải của cậu ấy. Dựa trên năng lực cá nhân của cậu ấy chưa từng trải qua chuyện như thế này nên rất khó có thể nhìn nhận được bên nào đúng bên nào sai. Chu Dương, cậu đang uy hiếp chúng tôi sao? Cậu phải biết rằng Trương gia căn bản không sợ bị uy hiếp, nếu như cậu không có chứng cứ mà cứ vu oan chuyện này cho Trương gia vậy thì chúng tôi tuyệt đối sẽ không để yên đâu. Trương Luân lớn tiếng quát lên, tức giận đến mức đỏ mặt tía tai, gân xanh trên cổ gần như đều nổi hết cả lên. Rõ ràng tình hình hiện tại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Trương Luân. Trước khi đến Trường Sa, thậm chí ông ta còn dự đoán trước vài chục tình huống có thể xảy ra. Nhưng hiển nhiên là không bao gồm tình hình trước mắt lúc này. Chương 440, hai sự lựa chọn một. Trong mắt Trương Luân, cho dù Chu Dương có đổ sự nghi ngờ lên Trương gia, nhưng trong tình hình không có chứng cứ cụ thể này căn bản không dám trở mặt với Trương gia. Cứ cho là trong tay Chu Dương có chứng cứ, nhưng Trương Luân cũng tự tin khiến Chu Dương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ, Chu Dương chẳng thèm quan tâm bản thân mình có chứng cứ hay không, mà vẫn đang thể hiện rõ tư thái không ngại trở mặt với ai. Lần này thật sự khiến Trương Luân thất kinh trong lòng. Sao anh dám chứ? Trương Luân nhìn Chu Dương vẻ mặt không thể ngờ được, vô cùng kinh sợ. Chu Dương sao lại dám làm như vậy với Trương gia? Hoàn toàn không quan tâm đến thể diện của Trương gia, dường như đang muốn trở mặt thẳng thừng, rốt cuộc lấy đâu ra sức mạnh như vậy. Trương Luân không trực tiếp đích thân đi điều tra về Chu Dương. Nhưng bản kết quả điều tra Trương Luân đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần rồi. Ông ta tin rằng không chỉ mình ông ta mà e là cả cái tỉnh Tương Tây đều đã từng điều tra về gia cảnh của Chu Dương, người đột nhiên từ Đông Hải đến Tương Tây. Trương Luân tự cho rằng bản thân mình cũng có những hiểu biết nhất định về Chu Dương. Nhưng ông ta hoàn toàn không thể ngờ Chu Dương sẽ làm như vậy. Lẽ nào anh chưa từng nghĩ đến hậu quả sao? Nếu thật sự trở mặt với Trương gia, lẽ nào Chu Dương không sợ bản thân mình không thể rời khỏi Tương Tây nửa bước, thậm chí ngay đến con tàu chiến là công ty Danh Dương cũng đã tham gia vào cuộc chiến này, e là cũng không thể tồn tại được bao lâu nữa. Chu Dương, tôi khuyên cậu nên nghĩ cho kỹ, đây không phải là chuyện giữa tôi và cậu, mà là chuyện giữa Trương gia và công ty Danh Dương, không phải là chuyện nhỏ đâu.
Trương Luân lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn xung quanh một lượt rồi nhìn vào Chu Dương đang ngồi đối diện trước mặt mình, còn có mấy cô gái xinh đẹp bên cạnh. Thiết nghĩ, vị này là chủ tịch của công ty Danh Dương, cô Thẩm Bích Quân đúng không? Không biết Chu Dương tiên sinh đây hành động ngang ngược tùy ý như vậy, thậm chí còn không nghĩ đến đại cục, có hành vi cố ý làm tổn hại đến lợi ích giữa công ty Danh Dương và Trương gia, cô nên có một lời giải thích với chúng tôi chứ? Vừa nhìn thấy Thẩm Bích Quân, đột nhiên trong lòng Trương Luân nảy ra một chủ ý. Công ty Danh Dương cũng chẳng phải của một mình Chu Dương, nhiều nhất anh cũng chỉ là một cổ đông mà thôi. Nhưng chủ tịch của công ty Danh Dương, cổ đông lớn nhất lại chính là Thẩm Bích Quân. Nếu như Chu Dương thật sự muốn trở mặt, ắt phải làm tổn hại đến lợi ích của công ty Danh Dương. Đến lúc đó, có thể không cần phải đợi đến lượt Trương gia bọn họ lên tiếng hoặc làm gì, chỉ cần áp lực từ phía nội bộ công ty Danh Dương cũng sẽ khiến Chu Dương không thể làm gì mà ngoan ngoãn nghe lời, đến lúc đó, cứng hay mềm cũng không phải Trương gia định đoạt. Còn nữa các vị, tôi xin khuyên các vị một câu, chuyện này nếu như các vị thật sự muốn đối đầu với Trương gia đến cùng, vậy thì Trương gia chúng tôi tuyệt đối sẽ không chịu thua. Ngược lại các vị đã nghĩ kỹ đến kết cục đối đầu với Trương gia chưa? Dù sao, công ty Danh Dương cũng là của người ta, các vị chỉ làm công cho họ thì đừng dồn hết vốn liếng cuối cùng của mình ra tặng không, làm cái bức bình phong bảo vệ cho người khác. Trương Luân ngay sau đó liền nhắm đến đám người Vương Vĩ. Theo như Trương Luân, đám người Vương Vĩ này mặc dù đều là theo Chu Dương từ Đông Hải đến. Trương Luân từ trước đến nay cũng không dám coi thường Đông Hải. Nhưng chỉ dựa vào đám người này, từng người đều đã bị Trương gia điều tra nguồn gốc rõ ràng thì căn bản chẳng là gì trong mắt Trương gia. Sự tồn tại của bọn họ ở Đông Hải cũng chỉ như con kiến nhỏ, dù theo Chu Dương đến Tương Tây thì con kiến cũng vẫn chỉ là con kiến mà thôi. Không thể nào trong nháy mắt mà có thể thay đổi lớn được. Còn những người này không nghi ngờ gì đều là những kẻ yếu đuối nhát gan, thậm chí chỉ cần gặp một cái đinh thôi cũng đủ để uy hiếp đe dọa rồi tìm cách né tránh hoặc thậm chí là xin tha mạng. Lần này, người bọn họ muốn đối đầu lại là Trương gia, giữa Trương gia và Chu Dương nên lựa chọn thế nào? Trương Luân tin rằng đối phương chỉ cần không phải là kẻ ngốc thì nhất định sẽ biết lựa chọn đúng đắn. Những người khác của Trương gia lúc này cũng lặng lẽ nhìn nhóm người Chu Dương, vẻ mặt bình tĩnh, tự tin đối phó dễ như trở bàn tay. Đối với bọn họ, lần này Trương gia âm thầm đến Trường Sa để thương lượng với Chu Dương căn bản đã là một sự lựa chọn sai lầm. Chính xác là, nên gióng trống khua chiêng. Người chưa cần đến đã phải giáng đòn phủ đầu trước với đám Chu Dương, khiến bọn họ cảm thấy một áp lực vô hình cực lớn. Ha ha, không sai, các người nên nghĩ cho kỹ kết cục đối đầu với Trương gia sẽ là gì. Trương gia chúng tôi là một trong năm gia tộc lớn nhất ở Tương Tây này, ngay đến cả bốn đại gia tộc còn lại cũng không dám nói trở mặt là sẽ trở mặt với chúng tôi, lẽ nào các người vẫn tưởng rằng chỉ dựa vào một tên Chu Dương này là có thể làm được gì sao? Đúng là một đám nói chuyện viển vông. Đừng vẽ vời nữa, mau nói một lời chính xác đi. Không cần phải giục bọn họ, lúc này chúng ta nên cho bọn họ thời gian suy nghĩ, nếu không đồn ra ngoài lại nói Trương gia chúng ta ỷ thế ức hiếp người khác. Trương Luân nói xong, những người khác của Trương gia cũng nhao nhao nói vào, giống như đã nhìn ra tình hình bên phía Chu Dương đại đa số sẽ quay lưng, bắt đầu ủng hộ Trương gia mà trở mặt với Chu Dương vậy. Chẳng mấy chốc, cả phòng hội nghị đều là tiếng cười nói của đám người Trương gia. Chỉ có Trương Anh sắc mặt trầm tư, không nói một lời nào, rõ ràng tình hình bây giờ nằm ngoài dữ liệu của ông ấy, ngay đến cả ông ấy cũng không nắm chắc có thể thu dọn gọn được cục diện này. Bây giờ trong lòng Trương Anh chỉ có thể không ngừng cầu nguyện rằng Chu Dương có thể nhận rõ thực tế, đưa ra quyết định chính xác nhất, nếu không ngay đến ông ấy cũng bắt buộc phải đứng về phía Trương gia đối đầu với Chu Dương. Nếu như nói lúc này bên phía Trương gia, ai là người có đầu óc minh mẫn rõ ràng nhất? Vậy thì chắc chắn là Trương Kiệt. Lúc này Trương Kiệt đang rất chấn động nhìn bác, bố và các chú họ trong gia tộc của mình. Cậu ấy vẫn luôn tưởng rằng hôm nay cùng mọi người đến gặp Chu Dương là để bàn bạc về chuyện hợp tác, nhưng tình hình hiện tại lại phát triển theo hướng không thể đoán trước được. Trương Kiệt thậm chí còn hơi sốt ruột, cậu ấy cảm thấy nếu như không ngăn cản mà cứ để cục diện này diễn biến theo chiều hướng mở rộng ra nữa thì hậu quả sẽ khiến người ta phát điên mất. Bác, bố, mọi người có nhầm lẫn gì không? Chúng ta lẽ nào không phải đến để bàn bạc chuyện hợp tác sao? Tại sao lại muốn trở mặt với Chu Dương? Trương Kiệt trầm giọng hét lên. Lúc này cậu ấy nhìn thấy vẻ mặt của những người lớn bên phía mình đều rất tự tin, ngông cuồng tự cao tự đại. Trương Kiệt thậm chí còn từng nghĩ liệu Chu Dương có thật sự vì những lời nói của Trương Luân mà lùi bước hay không?
nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt không chút biểu cảm của Chu Dương, cậu ấy biết Chu Dương căn bản không hề quan tâm đến những lời nói ban nãy của Trương Luân. Thậm chí, lúc này Chu Dương có thể nhớ được Trương Luân vừa nói cái gì hay không cũng là cả một vấn đề. Hỗn láo, Trương Kiệt, ở đây không đến lượt cháu lên tiếng, mau ngồi xuống, đừng tưởng rằng chỉ dựa vào cháu và Chu Dương là bạn bè cùng lớp đại học là có thể ăn cây táo rào cây sung. Trương Anh trông chừng con trai của chú đi, đừng để tôi phát hiện ra nó làm gì có lỗi với Trương gia. Trương Luân lạnh giọng quát lên, sắc mặt lập tức u ám liếc nhìn Trương Anh, sau đó không thèm để ý đến nữa. Lúc này, cục diện gần như đã rõ ràng, trong nháy mắt tất cả quyết định và áp lực đều dồn lên người Chu Dương. Chu Dương đồng ý hòa giải, nhận sai thì bọn họ và Trương Kiệt nói không chừng còn có thể khôi phục lại được quan hệ hợp tác, hai bên lại giữ được sự hòa khí như trước đây, cùng nhau kiếm tiền. Chương 441, hai sự lựa chọn. 2. Nhưng Chu Dương biết rằng nếu anh thực sự làm như vậy, mặc dù nhìn qua dường như không có gì xảy ra, nhưng trên thực tế anh thực sự đang trên đà nhận thua, mà trong hạng mục chi nhánh tiếp theo, Trương gia từng bước quyền lên tiếng ngày càng cao, thậm chí đè ép công ty Danh Dương đến một mức nhỏ nhặt. Vào thời điểm đó, dự án này gần như hoàn toàn phụ thuộc vào Trương gia. Công ty Danh Dương, còn có cả Chu Dương Anh, nếu họ muốn bày tỏ ý kiến và cái nhìn của mình, Trương gia căn bản là sẽ không tiếp thu. Bởi vì trước đó, Chu Dương cũng đã thất bại một lần. Đối với người thua cuộc, đơn giản là không có quyền lên tiếng. Điểm này, Chu Dương cũng tin tưởng, không hề nghi ngờ gì. Tuy nhiên, còn có một lựa chọn khác, chỉ là rất khó để thực hiện. Chỉ cần thái độ Chu Dương kiên quyết, quyết tâm không chịu thua, có công ty Danh Dương hỗ trợ, còn có sự ủng hộ của hầu hết mọi người, trong dự án này, anh vẫn có thể nắm giữ hơn một nửa quyền phát ngôn, nhưng theo cách đó, nội bộ khó tránh khỏi phát sinh việc lòng người bị chia rẽ. Lòng người bị chia rẽ, đội ngũ cũng sẽ không dễ dàng để dẫn dắt. Mà những người khác, mặc kệ là người của Trương gia, vẫn đứng về phía Chu Dương, hiện đều đang theo dõi Chu Dương, chờ đợi anh đưa ra quyết định. Đúng vậy, ông nói đúng, trong tay tôi quả thật không có bằng chứng nào chứng minh rằng các vấn đề gặp phải trong dự án chi nhánh, đặc biệt là dự án ở thành phố Liễu, là do Trương gia các người giật dây. Trầm mặc một hồi lâu, Chu Dương mới thản nhiên nói, thanh âm cực kỳ bình thản, không có dấu hiệu cảm xúc bị thay đổi, như thể không có chuyện gì, điềm đạm nói ra mọi điều. Vừa dứt lời, những người bên phía Chu Dương cũng trố mắt nhìn nhau. Vương Vĩ, Vương Đại Lục, Chu Hạo và những người khác thần sắc bỗng trầm xuống. Vẫn còn nhiều người vẻ mặt trang nghiêm, thậm chí một số người cảm thấy nhẹ nhõm. Mặt khác, phía bên Trương gia một đám vui vẻ ra mặt, nắm chắc thắng lợi, khuôn mặt đều lộ ra sự đắc ý, vui mừng khôn xiết. Vậy là tốt rồi, nếu Chu Dương đã nhận ra sai lầm của mình, vậy thì... Trương Luân cười ha hả nói, cũng đang chuẩn bị mọi số lời để tuyên bố chiến thắng phía mình. Nhưng giây tiếp theo, tất cả những lời nói định nói đều bị mắc kẹt trong cổ họng, nói không nên lời. Bởi vì ông ta thấy rằng khuôn mặt của Chu Dương không biểu lộ bất kỳ sự thua cuộc nào, ngược lại, còn nhìn ông ta một cách mỉa mai. Sao anh dám? Anh rõ ràng thừa nhận rằng không có bằng chứng trong tay, đây chẳng lẽ không phải là để thừa nhận thất bại, chịu thua sao? Tại sao anh lại nhìn ông ta châm chọc khiêu khích như vậy? Tôi mới là người chiến thắng mà. Trương Luân gầm lên dữ dội trong lòng, nhưng lại không thể nói ra. Sâu trong lòng mình, Trương Luân cảm thấy rằng Chu Dương như đang chờ đợi ông ta, chỉ cần bản thân ông ta cuồng loạn, anh chắc chắn sẽ phấn khởi mà phản kích. Lúc đó, khí thế bên ông ta tất nhiên sẽ bị gục ngã. Ha ha, Trương Luân tiên sinh, tôi nghĩ rằng ông đã nhầm lẫn, khiến các ông thất vọng rồi, tôi không có chịu thua, cũng không nhận thua, càng không nhận lỗi sai của mình. À, không đúng, tôi căn bản cũng chẳng có lỗi lầm gì cả. Tại sao tôi lại phải nhận sai? Chu Dương mặt đầy mỉa mai, dường như không có gì xảy ra lúc nãy cả, anh cũng không hề nói rằng mình không có bằng chứng trong tay. Mà lời anh nói, càng làm cho tinh thần bên anh tăng lên. Mặc dù, rất ngạc nhiên trước những thay đổi kỳ quái một trước một sau của Chu Dương, nhưng sự tin tưởng vào khả năng của Chu Dương, hơn 30 người từ Đông Hải đến tỉnh Tương Tây, lúc này vẫn có đủ niềm tin vào Chu Dương. Sự tin tưởng này, là từ lúc ở Đông Hải, công ty Danh Dương liên tục đạt được thành công lớn trong hai hạng mục, mà tạo lập nên. Ý cậu là gì? Trương Luân thầm kinh ngạc, nhìn Chu Dương một cách oán hận. Ông ta đã nhận thấy có gì đó không đúng, nhưng không đúng chỗ nào, ông ta cũng không thể nhận ra. Tuy nhiên,
những màn biến hóa của Chu Dương giống như một tín hiệu rõ ràng, có ý nghĩa lớn đối với cuộc đàm phán này. Ý tôi là gì? Tôi không có ý gì cả. Chẳng phải cậu vừa nói, không có bằng chứng nào chứng minh rằng Trương gia chúng tôi đứng sau giật dây, nhưng lại làm sao nữa? Chu Dương mỉm cười ảm đạm, dựa vào ghế, một chân nhấc lên vắt chéo sang chân bên kia, trông rất thoải mái. Bởi vì Chu Dương tôi làm việc, không cần cái gọi là bằng chứng, điểm này, tôi đã nói với ông từ lúc ban đầu, xem ra ông vẫn không đủ coi trọng Chu Dương tôi rồi, đến lời tôi từng nói, cũng không nghe cẩn thận. Bụp! Với giọng nói lạnh lùng, Chu Dương đứng mạnh dậy, đập lòng bàn tay lên bàn, nhất thời phát ra tiếng vang nặng nề. Toàn bộ bàn hội nghị, lúc này cũng rung lắc vài lần. Mọi người có thể cảm thấy rõ ràng rằng cánh tay của mình trên bàn đang run run, mơ hồ một chút tê dại. Không ít người cũng nhìn vào Chu Dương một cách khó hiểu, một cái đập tay lại có sức lực mạnh mẽ như vậy. Nếu như bị Chu Dương tát một cái lên mặt, hậu quả căn bản sẽ không thể tưởng tượng được. Tôi làm việc, chỉ cần làm theo cách mà tôi muốn. Đối với cái gọi là chứng cứ của các ông, căn bản không có ý nghĩa gì với tôi, bởi vì những gì tôi nói chính là bằng chứng. Tôi nói rằng có bàn tay mờ ám của Trương gia đằng sau, nhất định sẽ có phần của Trương gia các ông. Chu Dương hung tợn nói, mắt sáng như đuốc liếc nhìn xung quanh khuôn mặt của những người bên Trương gia một vòng. Lúc này, Chu Dương, giống như con sói đầu đàn trong bầy sói, khinh bỉ con mồi trước mặt, phát ra điệu cười khẩy đầy sự chế nhạo khinh bỉ. Yên tĩnh. Toàn bộ phòng họp yên tĩnh đáng ngạc nhiên. Bất kể là người bên Trương gia hay những người đứng về phía Chu Dương, lúc này tất cả đều nhìn về phía Chu Dương. Họ thậm chí chưa từng nghĩ rằng, Chu Dương sẽ nói như vậy, thật bá đạo, căn bản là không nói đạo lý. Những gì tôi nói chính là quy tắc, là chứng cớ. Chu Dương tôi nói rồi, việc này là do Trương gia làm, vậy thì chắc chắn là Trương gia làm. Không có chỗ cho việc thương lượng. Chu Dương, cậu. Sắc mặt của Trương Kiệt thay đổi một lúc, cậu ấy không ngờ Chu Dương sẽ nói những lời như vậy, muốn nói điều gì đó để giảm bớt căng thẳng giữa hai bên, nhưng nói nửa lời đã ngây ngẩn cả người. Trương gia đơn giản là không biết họ nên nói gì. Thậm chí, cậu ấy còn không biết sự thật là Trương gia bí mật đến Trường Sa để thảo luận về mọi chuyện với Chu Dương. Ngay cả bây giờ, sau khi nghe những cuộc cãi vã giữa hai bên, Trương Kiệt cũng không biết đâu là thật. Cậu ấy có thể nói gì chứ? Để Chu Dương thả lỏng một chút, không cần quá căng thẳng, Trương gia bọn họ không có ý thù địch. Lời này chỉ là một suy nghĩ trong lòng của Trương Kiệt, nhưng liền bị Trương Kiệt trực tiếp phủ nhận. Bởi vì ngay cả bản thân cậu ấy, cũng không tin tính chân thật của những lời này. Trương gia không có ý thù địch. Vừa rồi phản ứng của Trương Luân, cũng như mọi người trong Trương gia, tất cả cậu ấy đều đã nhìn thấy, một chút ớn lạnh thấu xương, một chút ép buộc. Nếu đó không phải là hành động có chủ ý của Trương gia, Trương Kiệt đánh chết cũng sẽ không tin. Nhưng muốn cậu ấy thuyết phục Trương Luân, Trương Anh và mọi người khác trong Trương gia, đừng đối kháng với Chu Dương, hạ bản thân mình xuống, cùng nhau nói chuyện đàng hoàng. Trương Kiệt thậm chí có thể xác nhận rằng một khi cậu ấy nói điều này, người đầu tiên mắng cậu sẽ là bố cậu, Trương Anh. Chương 442, tin tức bị tiết lộ. Trương Kiệt, xem ra Trương gia vẫn đang có nhiều việc che giấu cậu. Nhưng điều này không còn quan trọng nữa. Bây giờ chuyện giữa tôi và Trương gia không liên quan gì đến cậu, vì vậy cậu không cần can thiệp. Chu Dương cười nói, xem như cho Trương Kiệt một bậc thang để xuống. Trên thực tế, anh cũng có thể phát giác ra, Trương gia căn bản là không có tiết lộ gì với Trương Kiệt. Chu Dương thậm chí còn hoài nghi, Trương Kiệt lần này đi theo người Trương gia đến mà không biết mục đích chuyến đi này là gì. Cậu ấy lúc này, hoàn toàn bị Trương Thái Viêm lão gia lừa đến đây. Về mục đích, Chu Dương chỉ cần dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra. Đơn giản chính là muốn lợi dụng mối quan hệ giữa Chu Dương và Trương Kiệt là bạn học cũ, để Chu Dương có chút kiêng kỵ, thậm chí là khuất phục. Suy cho cùng, tất cả thông tin của Chu Dương đều khiến mọi người trong Trương gia nhận định như vậy. Nhưng lần này, Chu Dương đã làm Trương gia thất vọng. Về phần Trương Kiệt, Chu Dương tất nhiên là nhớ đến tình nghĩa bạn học cùng lớp năm xưa, nhưng bây giờ phải tùy việc mà xét. Chu Dương sẽ không phạm sai lầm hay thậm chí là quyết định thiếu quyết đoán vì tình bạn đó. Ngược lại, chính sự xuất hiện của Trương Kiệt đã khiến Chu Dương thấy được một điểm. Đó là Trương gia lần này, cũng không có niềm tin tuyệt đối. Trương Thái Viêm lão gia cũng không có niềm tin tuyệt đối để đe dọa Chu Dương. Ngoài ra, Trương gia các ông đến gặp tôi để thảo luận về mọi chuyện, có lẽ là bí mật,
nhưng bây giờ tình hình dường như khác với những gì các ông nghĩ. Khóe miệng của Chu Dương khẽ giơ lên, lắc điện thoại trên tay. Trên điện thoại, đang mở một trang web, đó là tin tức về Trương gia phái người đến Trường Sa lần này. Nói là tin tức, nhưng người tuyên bố công khai một số tin tức nhỏ của một số tài khoản. Một tài khoản công khai như vậy, đơn độc thế thì sức ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng khi kết hợp cùng nhau, có khả năng có thể tỏa ra sức ảnh hưởng mà cả Chu Dương và Trương gia đều không thể tưởng tượng được. Thậm chí, có thể vào thời điểm này, toàn bộ tỉnh Tương Tây đã bị cuốn theo những tin tức này. Trương gia sống như thế nào, mà đến Trường Sa, lại phải lẻn lút bí mật như thế. Hơn nữa, lần này lại là liên quan đến Chu Dương. Chỉ riêng hai điểm này đã lọt vào mắt xanh của hầu hết mọi người, khiến họ tò mò và tìm hiểu về những tin tức khác. Thấy sự bất thường của Chu Dương, sắc mặt của Trương Luân và Trương Anh hơi thay đổi, nhanh chóng mở điện thoại ra để kiểm tra. Những người còn lại của Trương gia không hiểu lắm, nhưng họ cũng bật điện thoại, muốn xem Chu Dương này rốt cuộc đang giở trò quỷ gì. Tuy nhiên, khi tin tức xuất hiện quá nhiều trên điện thoại di động, tất cả các thành viên Trương gia bao gồm Trương Luân và Trương Anh đều choáng váng. Điều này sao có thể? Không phải chúng ta bí mật đến sao? Căn bản là một tiếng gió cũng không lộ ra, làm sao những người này có thể biết? Đúng vậy, hơn nữa, nhìn thấy kiểu này, đối phương rõ ràng biết rõ chúng ta, ngay cả khi chúng ta đến đây vì chuyện gì, đều được viết rõ ràng rành mạch. Trương Luân, Trương Anh, chuyện này không phải là chuyện nhỏ, phải kiểm tra xem. Tin tức rốt cuộc làm thế nào lại truyền ra bên ngoài như thế? Đúng vậy, chúng ta trên đường đi đến đây, căn bản không hề dừng lại những nơi khác, vậy thì chắc chắn đã có nội gián. Mọi người trong Trương gia hoảng loạn. Nói giỡn à, lần này đến Trường Sa để thảo luận về dự án chi nhánh với Chu Dương, do Trương Thái Viêm lão gia chỉ điểm, ngay cả những người đi cùng cũng được ông ta sắp xếp. Những người này cực kỳ trung thành với Trương gia và Trương Thái Viêm lão gia. Họ không thể phản bội Trương gia và Trương Thái Viêm. Bây giờ, mục đích và nơi ở lần này đều bị lộ ra, không nghi ngờ gì, đây chắc chắn là chuyện lớn. Điều này cho thấy trong số họ, có thể có nội gián, truyền tin tức của Trương gia ra bên ngoài. Trương Luân sắc mặt tối sầm lại, không biết đang suy nghĩ gì. Trương Anh lặng lẽ liếc nhìn Trương Luân, có chút đăm chiêu. Những người khác không biết, nhưng Trương Anh rất rõ ràng. Lần này, Trương Thái Viêm yêu cầu họ đến gặp Chu Dương để thảo luận về dự án. Ban đầu, họ muốn tốc chiến tốc thắng, dù kết quả có ra sao, trước tiên phải đè ép chuyện này xuống. Mà cuối cùng kết quả, lại là Trương gia và Chu Dương cãi cọ với nhau. Trương Luân cảm thấy không cam tâm. Trương Anh biết rằng khi đến gần Trường Sa, Trương Luân từng để lộ tin tức ra bên ngoài rằng Trương gia đã bí mật đến Trường Sa để thảo luận mọi chuyện với Chu Dương. Điểm này, Trương Luân đã làm rất bí mật, ngay cả những người ông ta sắp xếp cũng không phải là người của Trương gia, không phải là người đi cùng họ. Nhưng cũng vì chính điều này, Trương Anh mới tra xét được mọi chuyện đã qua. Trương Anh rất tin tưởng lời nói của người đó, ông ta cũng nghĩ rằng Trương Luân sẽ không dám tiết lộ mục đích thực sự của chuyến đi này với bên ngoài. Nếu thực sự làm như vậy, một khi bị Trương Thái Viêm lão gia phát hiện, hậu quả sẽ khó đoán trước. Ít nhất, theo ý kiến của Trương Anh, một mình Trương Luân cũng không thể chịu hậu quả. Vì vậy, bây giờ chuyện này có liên quan gì đến Trương Luân hay không? Trương Anh thậm chí muốn nói những gì Trương Luân đã làm trước đây ra cho mọi người biết. Nhưng ngay khi nhìn thấy nụ cười của Chu Dương, Trương Anh liền cố nén sự thôi thúc muốn nói. Ha ha, đối với chuyện của Trương gia các người, tôi không quan tâm, cũng không để ý đến, nhưng vì mục đích các ông đến tìm tôi đã bị tiết lộ, vậy thì, chúng ta không cần phải tiếp tục thảo luận. Chu Dương nhìn thấy phản ứng của mọi người bên phía Trương gia, nhẹ giọng cười nói, có sự đắc ý trong nụ cười của anh. Cho dù anh cũng không rõ lắm về các quy tắc của Trương gia, nhưng nhìn vào vẻ mặt của những người trước mặt anh, cũng đủ đoán được một ít. Thái độ của tôi đã thể hiện rất rõ ràng, các ông chỉ cần quay về và truyền đạt với lão gia là được rồi. Về việc Trương gia các ông phải xử lý thế nào, tôi không muốn quan tâm. Nhưng có một điều, Chu Dương đưa ra một ngón tay và nói nghiêm túc. Trong dự án chi nhánh lần này, Trương gia các ông đã giở trò mờ ám ở thành phố Liễu, nhưng các dự án khác Trương gia các ông chưa động tay vào, tôi không muốn thấy điều gì tương tự xảy ra trong tương lai. Một khi xảy ra, thì cho dù bên kia là ai, tôi cũng sẽ tin đó là Trương gia các ông. Ngoài ra, lần này dự án ở thành phố Liễu gặp phải vấn đề và tiến độ của dự án bị cản trở, Trương gia phải chịu trách nhiệm.
tôi sẽ tính tất cả các chi phí của dự án này cho Trương gia các ông. Vấn đề này, Vương Vĩ liệt kê rõ ràng tất cả các chi phí trong danh sách và tôi sẽ gửi nó cho Trương gia các ông. Nếu không còn gì nữa, hôm nay cứ như vậy đi. Chu Dương đứng dậy, khẽ mỉm cười, liếc nhìn mọi người và rời đi. Những người khác, nhìn thấy Chu Dương rời đi, tự nhiên cũng là vui vẻ ra mặt rồi đứng dậy ra về. Lần này, kết quả cuộc thảo luận của họ với Trương gia thật hoàn hảo, đối với bọn họ mà nói, điều này đã khiến họ bớt lo lắng. Tin rằng có câu nói này của Chu Dương, ngay cả khi thực sự có bất kỳ rắc rối nào trong tương lai, Trương gia vì tránh rước họa vào thân, e rằng đều sẽ chủ động đứng ra trợ giúp bọn họ xử lý tất cả những khó khăn. Chương 443, Trần Thế Hào trở lại một. Chẳng mấy chốc, trong phòng hội nghị chỉ còn đám người Trương gia. Trương Kiệt cúi đầu, không có ý kiến gì đối với việc Chu Dương rời đi, cậu ấy im lặng không nói một lời. Bây giờ, việc cậu ấy cần phải chú ý nhất là thái độ của đám người Trương gia. Bố, chúng ta phải làm sao? Lẽ nào cứ như vậy mà về sao? Trương Kiệt trầm giọng hỏi, trên thực tế đối với người bố Trương Anh của mình, Trương Kiệt thấy hơi thất vọng. Bản thân là con trai độc nhất của Trương Anh, thế mà mục đích của việc đi Trường Sa tìm Chu Dương thương lượng này lại giấu cậu ấy. Vậy là có ý gì? Đây rõ ràng là không đối đãi với cậu ấy như người nhà Trương gia. Phải biết rằng lần này, mười mấy người trong đoàn người Trương gia, chỉ có một mình cậu ấy là hoàn toàn không biết nội tình. Việc này mà truyền ra ngoài, người khác sẽ nghĩ như thế nào, nhìn cậu ấy với con mắt ra sao? Người vô dụng của Trương gia. Người mà đến cả bố ruột cũng không để tâm. Ừ, về trước đã, bây giờ việc đã thành ra thế này, mặc dù bên phía Chu Dương không có yêu cầu quá đáng nào, nhưng đã bị truyền ra ngoài rồi, người khác sẽ làm gì chúng ta rất khó đoán trước, chuyện này nhất định phải nói cho ông nội con biết. Vẻ mặt Trương Anh hơi nghiêm trọng. Dù sao thì lần này ông cũng là một trong những người đi theo. Nếu như Trương Thái Viêm thật sự muốn truy cứu trách nhiệm thì ông cũng không thoát khỏi liên quan. Có điều đối với việc biết được một ít nội tình, Trương Anh thật ra cũng có vài dự định. Nói không chừng có thể lợi dụng cơ hội lần này, nâng cao địa vị và quyền phát biểu của bản thân trong Trương gia. Ngay sau đó, đám người Trương gia đã vội vàng rời khỏi khách sạn, trở về Trương gia ở Tương Tây. Thậm chí, ngay cả lời cáo biệt với Chu Dương cũng không có. Bây giờ sự việc đã không còn đơn giản như thế nữa rồi. Nếu để bên ngoài biết được bọn họ xảy ra mâu thuẫn với Chu Dương thì nói không chừng sau này sẽ gây khó dễ. Chu Dương thật ra không bị ảnh hưởng gì, sản nghiệp của anh lại không ở Tương Tây. Tuy nhiên Trương gia lại không như vậy, toàn bộ sản nghiệp của Trương gia đều ở đây, nếu thật sự bị vây kín bốn bề thì cục diện sẽ cực kỳ nguy cấp. Càng nghiêm trọng hơn nữa là bọn họ phải điều tra cho rõ ràng, tin tức lần này bị truyền ra ngoài như thế nào. Không phải nói đùa. Đối với đại gia tộc Trương gia mà nói, phản bội gia tộc, truyền tin tức của gia tộc mình ra ngoài, nhất là báo tin cho kẻ địch thì đó chính là đại nghịch bất đạo. Chu Dương thậm chí có thể tưởng tượng được, thời gian sắp tới nội bộ Trương gia sẽ phát sinh những biến đổi gì, sẽ đổ bao nhiêu máu, có bao nhiêu người thất vọng, có bao nhiêu người đắc ý. Thế nào, nhìn biểu hiện của anh hôm nay không tệ nhỉ? Thẩm Bích Quân đi tới sau lưng Chu Dương, đưa tay đấm nhẹ một cái, rồi cười nói. Thẩm Bích Quân thật sự bất ngờ, lúc đầu cô hơi lo lắng khi đối diện với gia tộc có thế lực hùng mạnh như Trương gia. Thậm chí, cô còn lo lắng ở trước mặt Trương gia, Chu Dương sẽ chịu thiệt, cho nên mới đưa theo mọi người vào phòng hội nghị, xem như là cổ vũ tiếp sức cho Chu Dương. Nhưng cô không ngờ, biểu hiện của Chu Dương hôm nay cực kỳ dũng mãnh, thậm chí là ngang ngược vô song. Đám người Trương gia ở trước mặt Chu Dương giống như mấy tên nhóc con chưa lớn, bị mấy câu nói của Chu Dương làm cho cứng họng. Không nói lên lời. Thậm chí, khí thế của Chu Dương luôn chèn ép đối phương. Có gì kỳ lạ chứ? Không phải lúc nào tôi cũng thế này sao? Phát huy năng lực thường ngày thôi, có điều bây giờ trái lại tôi hơi lo lắng cho Trương Kiệt. Chu Dương cười nói, nhưng trong nụ cười này lại hơi khổ sở. Mấy hôm nay anh đối đầu phản kích với Trương gia, không chút nể tình. Trên thực tế, cũng là xem thường Trương Kiệt. Xuất phát từ tình cảm mà nói. Chu Dương thực sự không muốn làm như vậy. Nhưng xuất phát từ lợi ích, anh không cần phải nói nữa, vì quyền lợi của công ty Danh Dương và ba mươi mấy người theo anh cùng tới tỉnh Tương Tây mà nói, lần này anh bắt buộc phải tranh đấu. Cho nên, cứng rắn đối với Trương gia, hùng hổ dọa người, cũng là chuyện đương nhiên. Bạn học kia của anh, có gì mà lo lắng chứ,
đã là người Trương gia, mấy chuyện này anh ta bắt buộc phải chấp nhận thôi, lẽ nào anh còn có thể vì anh ta là bạn học của mình mà nhượng bộ Trương gia hả? Cũng như vậy, lẽ nào anh ta sẽ nể tình anh là bạn học đại học mà để Trương gia chịu thua anh sao? Thẩm Bích Quân thấy cạn lời, cô cảm thấy Chu Dương lo lắng thái quá. Có nhiều khi, trong nhiều việc, quan hệ bạn học chỉ có thể lướt qua, chứ không thể trở thành lý do ràng buộc để hai bên luôn phải hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Giống như việc lần này của Chu Dương với Trương Kiệt, mỗi người đều có lập trường riêng của mình, bọn họ không có khả năng, lực lượng sau lưng bọn họ cũng không cho phép bọn họ vì cái gọi là tình nghĩa bạn học, mà khiến cho lợi ích của bản thân bị hao tổn. Thậm chí, Thẩm Bích Quân có lúc còn tưởng tượng, đến một ngày nào đó, bản thân đối đầu với Chu Dương, thì Chu Dương sẽ lựa chọn như thế nào, cô sẽ ra sao? Việc này, rất khó làm rõ trong khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên có một điểm, chỉ cần không làm trái lại lương tâm của mình là được. Chí ít, Thẩm Bích Quân có thể xác nhận một điều, nếu thật sự có một ngày cô đối đầu với Chu Dương thì cô nhất định làm việc nghĩa không chùn bước, phản công Chu Dương, cho dù phải từ bỏ công ty danh dương của mình phía sau, cũng không vấn đề gì. Suy cho cùng, ngày trước cô cũng vì Chu Dương mà suýt mất đi cái mạng nhỏ này, đỡ giúp anh một dao, bây giờ sao có thể để tâm mấy cái này. Ha ha, không sai, cô nói đúng lắm, xem ra tôi hơi yếu đuối rồi. Chu Dương cười nói. Nhanh lên, Trần Tổng sắp về rồi. Đúng vậy, lâu lắm rồi không nhìn thấy ông ấy, tôi còn nghĩ ông ấy đã về Đông Hải rồi chứ. Không biết, nhưng xem chừng, đoạn thời gian này Trần Tổng chịu không ít mệt mỏi, cả người thoạt nhìn cực kỳ tiều tụy. Chu Dương và Thẩm Bích Quân đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền tới những tiếng nói ồn ào. Lông mày Chu Dương bỗng nheo lại, anh thấy không thoải mái khi nghe thấy mấy lời nói tùy tiện này. Nhưng anh lại nghe ra được một tin tức quan trọng trong câu nói của mọi người. Trần Thế Hào trở về rồi. Trần Thế Hào trở về rồi. Đi, chúng ta đi xem. Gương mặt Chu Dương chợt biến sắc, nói một câu với Thẩm Bích Quân, rồi nhanh chóng ra khỏi đó, chạy tới phòng của Trần Thế Hào. Lúc này, trong căn phòng của Trần Thế Hào, vẻ mặt ông ấy mệt mỏi ngồi co lại trên ghế sofa. Còn Trần Hân và Tôn Liên đang cực kỳ đau lòng tới mức bận bịu cuống cuồng hết cả lên, pha trà, lấy đồ ăn cho Trần Thế Hào, giống như đang cứu vớt ông ấy. Bên ngoài phòng, không ít người đã vây xung quanh. Cũng có mấy người tương đối thân cận với Trần Thế Hào, hoặc tự nhận là người quen của ông ấy, bắt đầu quan tâm hỏi han ân cần. Giờ khắc này, Trần Thế Hào như thể biến thành người già cô độc, nhận được lời thăm hỏi cảm tình của những người xung quanh. Khi Chu Dương và Thẩm Bích Quân bước đến bên ngoài cửa phòng, nhìn thấy một nhóm người vây quanh, không đi vào mà chỉ đứng ở đó nói chuyện phiếm, khoe bản thân thân cận ra sao với Trần Thế Hào, quan hệ tốt đến mức nào. Đối với mấy lời rõ ràng là chém gió kia, Chu Dương cũng chẳng để tâm, anh bây giờ chỉ quan tâm rốt cuộc Trần Thế Hào đã xảy ra chuyện gì. Chật vật lắm mới chen vào trong phòng, Chu Dương nhìn thấy hai người Tôn Liên và Trần Hân bận trong bận ngoài. Mấy người Tôn Việt, Tô Vĩ ở bên cạnh trò chuyện với Trần Thế Hào. Thấy Chu Dương đi vào, Tôn Việt chỉ khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Dù sao, xét về thân phận mà nói, giữa ông ấy và Chu Dương cũng có một cấp bậc. Chương 444, Trần Thế Hào trở lại 2. Ngược lại Tô Vĩ, vừa nhìn thấy Chu Dương thì ngay lập tức bước lên trước chào đón anh. Lão đại, anh đến rồi à? Ừ, thế nào rồi? Chắc không vấn đề gì chứ? Chu Dương nhẹ nhàng gật đầu, lập tức nhìn về phía Trần Thế Hào, phát hiện ông ấy quả thực rất tiều tụy. Khuôn mặt mệt mỏi, hai mắt đỏ ngầu, bọng mắt rất rõ rệt. Ngoài ra còn đống râu mọc lung tung trên cằm. Xem ra cả người đang vô cùng mệt mỏi. Như thế này đi ra ngoài, người khác nhìn vào sẽ cho rằng Trần Thế Hào là một người suy sụp tinh thần. Trần Tổng, ông vẫn ổn chứ? Chu Dương đi đến trước mặt Trần Thế Hào, cúi xuống, nhẹ nhàng hỏi thăm. Cho đến bây giờ, anh vẫn không biết thời gian lâu như vậy rốt cuộc Trần Thế Hào đã đi đâu. Không chỉ riêng anh, những người khác cũng không hề hay biết. Thậm chí, ngay cả Trần Hân con gái của Trần Thế Hào cũng không có bất cứ tin tức gì liên quan đến ông ấy. Điều này thực khiến không ít người lo lắng. Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn với Trần Thế Hào, hậu quả e là không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, chỉ có một vài người biết chuyện giữa Trần Thế Hào và Tôn Liên. Hiện giờ đang âm thầm nhìn Tôn Liên với ánh mắt không mấy thiện cảm. Vẫn ổn, tôi không sao. Giọng của Trần Thế Hào rất khàn, giống như đã lâu không được uống nước, nghe có vẻ khô khan, không chút sức lực.
Nhìn quanh một vòng, phát hiện người đứng xem quá đông, không chỉ những người trong công ty, thậm chí một số khách hàng thấy nhộn nhịp cũng bắt đầu xúm lại xem náo nhiệt. Mọi người đi về đi, chỗ này có tôi rồi, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Không còn cách nào khác, Chu Dương chỉ có thể giải tán mọi người xung quanh trước. Quá nhiều người vây xung quanh, không khí không thể lưu thông, khiến cho người ta cảm thấy một loại áp lực rất lớn, dễ căng thẳng hoảng loạn. Chẳng mấy chốc, đám đông đã tản ra hết. Trong phòng, chỉ còn lại Tôn Liên, Trần Hân, Tôn Việt, Tô Vĩ, còn có Chu Dương và Thẩm Bích Quân. Ngay cả Tạ Linh Ngọc và Ngưu Xuyên cũng bị Chu Dương đuổi về phòng. Trần Tổng, ông nói đi, nhiều ngày như vậy, ông đã đi đâu, một chút tin tức cũng không có là sao. Chu Dương hơi tức giận, mặc dù hành động của Trần Thế Hào, bản thân anh không có quyền giám sát, cũng không có quyền hạn chế. Nhưng tốt xấu gì giữa bọn họ cũng có mối liên hệ, dù sao anh cũng là thiếu gia của Trần Thế Hào, ông ấy cứ như vậy mà mất tích, trong gần nửa tháng không có một chút tin tức gì, cơ bản là không xem thiếu gia như anh ra gì. Chỉ điều này thôi, cũng đủ để Chu Dương trừng phạt ông ấy nghiêm khắc. Tất nhiên, nguyên nhân chủ yếu khiến Chu Dương tức giận là vì Trần Thế Hào không chỉ không nói tin tức cho mình, mà ngay cả con gái ông Trần Hân cũng không hề hay biết tin tức. Nếu như cực đoan một chút, một ngày nào đó Trần Thế Hào không may chết ở bên ngoài, Trần Hân cũng không nhất định biết được. Hậu quả này, đối với Trần Hân mà nói, quả thực vô cùng tàn nhẫn. Anh Chu Dương, bố em vừa mới trở về, chắc hẳn rất mệt mỏi. Để ông ấy nghỉ ngơi chút, có vấn đề gì để mai hỏi tiếp được không? Trần Hân nói nhỏ, giọng điệu ngoài một chút mệt mỏi, đa phần là niềm vui. Trần Thế Hào bình an trở về khiến cho Trần Hân giống như tìm lại được nguồn sống, không còn dáng vẻ vô tri vô giác, cô đơn bất lực nữa. Được rồi, hôm nay đã muộn rồi, ông nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chúng tôi lại tìm ông. Chu Dương gật đầu đồng ý, anh có thể hiểu được suy nghĩ của Trần Hân, vì thế đương nhiên không có lý do gì để từ chối. Hơn nữa, đối với tâm trạng của Trần Hân trong thời gian qua, có thể nói trong rất nhiều người, ngoài Tôn Liên ra, anh chính là người hiểu cô nhất. Chu Dương biết rằng, trong khoảng thời gian Trần Thế Hảo biến mất, Trần Hân luôn nhớ về ông ấy, bất kể là ngày hay đêm. Dù sao Chu Dương cũng hiểu rằng, Trần Thế Hảo chính là người thân duy nhất của cô ấy trên thế giới này. Về phần Trần Khoan, anh từng gặp ở Đại học Đông Hải lúc trước, mặc dù anh không biết rõ mối quan hệ giữa họ, cậu ấy có quan hệ họ hàng với Trần Hân nhưng từ thái độ của Trần Thế Hảo đối với cậu ấy, có thể đoán ra một hai phần. Thế nghĩa là, nếu như Trần Thế Hào một ngày nào đó gặp chuyện ngoài ý muốn, Trần Hân sẽ không thể giao phó cho ai chăm sóc được nữa. Thậm chí ở trong lòng Trần Thế Hào, nếu thực sự ngày đó đến, ông sẽ yên tâm đem Trần Hân giao cho Chu Dương hơn là giao cho người nhà họ Trần. Sau khi liên tục nhắc nhở Trần Thế Hào nghỉ ngơi cho tốt, Chu Dương đưa những người khác lần lượt rời khỏi phòng. Ngay sau đó, bầu không khí trầm mặc xuống. Dường như ai cũng có lời muốn nói, nhưng lời đến miệng, lại bị nuốt vào trong. Vào thời điểm Trần Thế Hào biến mất, trong lòng mọi người đều có những nghi ngờ vô cùng lớn, nhưng tại thời điểm này, bọn họ đoán đi đoán lại, rõ ràng có một điều gì đó không phù hợp. Chu Dương nhìn Tôn Liên đang đứng bên cạnh mình, muốn nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt của bà ấy. Tuy nhiên Chu Dương thất vọng. Gương mặt của Tôn Liên không một chút biểu cảm gì. Chu Dương cũng chú ý thấy, từ lúc anh vào trong phòng, nhìn thấy Tôn Liên, mãi cho đến bây giờ, biểu cảm của bà ấy không hề thay đổi. Giống như một người qua đường, không mảy may quan tâm sự việc vừa xảy ra. Tuy nhiên Chu Dương không cho rằng Tôn Liên không quan tâm đến Trần Thế Hào. Như đã biết, giữa bọn họ đã từng có quan hệ yêu đương. Với lại lần này lại là Tôn Liên chủ động đến khách sạn tìm Trần Thế Hào, sau đó mới có sự việc Trần Thế Hào mất tích. Mà trong khoảng thời gian này, những lo lắng của Tôn Liên, toàn bộ đều thể hiện ra trước mắt Chu Dương, bất cứ một hành động nào, có thể nói đều nằm trong tầm mắt của Chu Dương. Vì vậy, Trần Thế Hào có thể bình an vô sự trở về, nếu nói Trần Hân là người kích động và hứng phấn nhất, thì Tôn Liên nhất định là người thứ hai. Thậm chí Chu Dương nghĩ, sự kích động và nhẹ nhõm của Tôn Liên cũng sẽ không ít hơn Trần Hân. Trần Thế Hào và Trần Hân cần nghỉ ngơi, Tôn Liên có lẽ cũng cần nghỉ ngơi như thế. Tôn Tổng, bà cũng mệt rồi, nghỉ ngơi một đêm cho tốt, có vấn đề gì, ngày mai chúng ta giải quyết. Sau khi an ủi Tôn Liên, mọi người cũng bắt đầu giải tán. Một đêm trôi qua. Ngày hôm sau, trời vừa sáng lên, Chu Dương đang ở trong phòng, liền nghe thấy nhiều người đang nói chuyện bên ngoài. Hơn nữa nghe giọng điệu, đều vô cùng phấn khích.
Mang theo nghi ngờ, Chu Dương nhanh chóng dọn dẹp, sau khi mở cửa ra, nhất thời sững sờ tại chỗ. Khoảnh khắc này, từ phòng của Trần Thế Hào có một đội ngũ đang xếp hàng dài. Hơn 30 người đại diện công ty mỹ phẩm cùng đến tỉnh Tương Tây với Chu Dương, lúc này đang xếp thành một hàng dài từ trong phòng của Trần Thế Hào ra hành lang bên ngoài, độ dài khoảng tầm hơn 10 mét. Mặc dù không thẳng hàng lắm, tuy nhiên Chu Dương có thể nhìn ra được, đội ngũ này không hề lộn xộn chút nào. Tình huống gì đây? Chu Dương hơi bàng hoàng. Vừa mới một đêm, mọi chuyện đã biến thành như thế này rồi. Lẽ nào thời gian vừa qua Trần Thế Hào đã đi làm chuyện gì đó, bây giờ có kết quả, muốn đưa mọi người cùng nhau phát tài sao? Nếu không, tại sao trên mặt ai nấy đều có vẻ phấn khích như thế? Chu Dương thực sự quá lười biếng với việc hỏi từng người, trực tiếp đến cửa phòng, đi vào bên trong. Tình huống này gì đây? Lúc này, Chu Dương mới phát hiện, không chỉ Trần Thế Hào đã thức dậy mà ngay cả Trần Hân, Tôn Liên, Tô Vĩ, Thẩm Bích Quân, Tạ Linh Ngọc, hầu như toàn bộ đều có mặt ở đây. Ngoài ra còn có một số người đại diện của vài công ty. Vương Đại Lục, Chu Hạo, Vương Vĩ cũng có mặt. Hơn nữa nhìn bộ dạng, có vẻ như bọn họ đang thương lượng chuyện gì đó. Chu Dương trợn tròn mắt, cảm thấy mọi người đều có mặt đầy đủ, chỉ mình anh là không ở đây. Muốn làm gì đây chứ? Gạt bỏ người lãnh đạo như anh ra ngoài sao? Nhìn thấy Chu Dương xuất hiện, hơn nữa còn với bộ dạng đờ đẫn, mọi người ai nấy đều vui vẻ hớn hở, sau đó kéo anh ngồi xuống. Chu Tổng, cậu ngủ ngon quá đấy. Chúng tôi ở bên ngoài gây ra tiếng ồn lớn như thế, mà đến bây giờ cậu mới tỉnh giấc. Vương Đại Lục mỉm cười trêu đùa anh. Những người khác cũng vậy, nhìn thấy Chu Dương, ai nấy đều cười rộ lên. Chương 445, Tiểu Công Chúa của Thương Gia. Chu Dương hơi bất lực, bởi vì anh thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể đưa ánh mắt xin giúp đỡ về phía Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân. Chúng tôi vừa đến cửa phòng của anh, chuẩn bị đánh thức anh. Nhưng chúng tôi đã gọi mấy lần, anh cũng không có bất kỳ phản ứng gì, chúng tôi cho rằng anh ngủ say quá nên không đợi anh nữa, đến thảo luận bàn một vài chuyện nhỏ trước rồi. Thẩm Bích Quân khẽ cười nói, ánh mắt cười nhạo nhìn Chu Dương, hiển nhiên cũng cảm thấy buồn cười. Chẳng mấy chốc, tâm trạng của mọi người ổn định lại, từng khuôn mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc. Thật ra, theo suy nghĩ của Chu Dương, thì những người như Vương Đại Lục, Chu Hạo, Vương Vĩ, là người không cần phải tiến hành thương lượng. Thay vì nói bọn họ có thể cùng bàn bạc, chỉ bằng nói bọn họ là người chấp hành mệnh lệnh, đơn giản là dựa theo chỉ thị của Chu Dương, mỗi người tự làm công việc của mình mà thôi. Còn những thứ khác, căn bản không phải thứ mà bọn họ cần suy nghĩ. Nhưng bây giờ, bọn họ lại ngồi trong phòng, rõ ràng là Trần Thế Hào đã tìm họ đến. Lẽ nào, chuyện tiếp theo Trần Thế Hào muốn nói, cũng có liên quan rất lớn với họ sao? Được rồi, tiếp sau đây, Trần Tổng ông nên nói gì đi? Khoảng thời gian này, rốt cuộc ông đã đi đâu? Giống như cả tỉnh Tương Tây này bỗng nhiên không thấy tin tức của ông nữa vậy. Chu Dương nghiêm túc chất vấn. Mà câu hỏi của anh, cũng là vấn đề mà những người khác muốn biết. Trần Hân, Tôn Liên đưa đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Thế Hào, muốn nhìn ra chút gì đó từ gương mặt này. Nhưng họ thất vọng, trên mặt Trần Thế Hào không có một chút cảm xúc dao động nào. Trừ phi ông ấy cố tình, nếu không... Bây giờ không một ai ở đây có thể nhìn ra gì đó trên gương mặt của ông ấy. Thật ra, tôi đã đến thủ đô. Trần Thế Hào trầm giọng nói, giọng điệu chứa đầy sự mệt mỏi và suy sụp. Thủ đô. Lần này, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều vô cùng kinh ngạc. Không ai ngờ được, nửa tháng này Trần Thế Hào biến mất, hóa ra đã đi đến thủ đô một chuyến. Ngược lại, chỉ thấy trên gương mặt của Tôn Liên hơi đắn đo, nhưng giây tiếp theo. Sắc mặt của bà ấy bỗng trở nên tái nhợt. Ông đến thủ đô sao? Ông đến tìm những người đó rồi à? Bỗng nhiên giọng nói của Tôn Liên trở nên run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Trần Thế Hào, lộ ra sự vui mừng nhẹ nhõm, nhưng cũng hơi bất lực. Chu Dương có thể nhìn ra những thay đổi tâm trạng này, người khác cũng có thể nhìn ra được. Nhưng so với Chu Dương, hiểu biết của họ về quan hệ tình cảm giữa Tôn Liên và Trần Thế Hào cũng không quá sâu sắc. Vì thế rất khó nghĩ ra trong việc này có phải có bí mật gì hay không. Chỉ có Chu Dương, sau khi nghe thấy Tôn Liên nói như vậy, lập tức liên tưởng đến những chuyện mà Chu Thiều Hoa từng kể với anh. Nếu như lời Tôn Liên nói là thật, Trần Thế Hào đến thủ đô tìm những người đó, có tính khả thi rất lớn. Cho dù Chu Dương chỉ mới quen biết Trần Thế Hào khoảng nửa năm,
giữa hai người dường như bị ràng buộc bởi thân phận thiếu gia nhà họ Chu của Chu Dương, nhưng Chu Dương cũng có chút hiểu biết về Trần Thế Hào. Đó chính là trượng nghĩa. Phàm là người và chuyện ông ấy đã nhận định, cho dù gặp phải vấn đề gì, ông ấy cũng sẽ giúp đỡ. Chu Dương thậm chí còn nghĩ đến, năm đó khi Trần Gia ở thủ đô biết được chuyện giữa Tôn Liên và Trần Thế Hào, Trần Gia nhất định đã dùng thủ đoạn dở trò sau lưng, những thủ đoạn đó khó tránh có chút bẩn thỉu. Năm đó Trần Thế Hào chẳng qua chỉ là một thiếu gia nhà giàu, thủ đoạn không có bao nhiêu, đối với tình hình lúc bấy giờ, căn bản không có sức thay đổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tôn Liên nói lời chia tay với mình. Còn bây giờ, Trần Thế Hào không chỉ phát triển mạnh ở Đông Hải, thực lực không nhỏ, bây giờ còn làm việc cho Chu gia. Ở Tương Tây, sau khi gặp lại Tôn Liên, đáy lòng đã bị bụi phủ rất lâu liền được thôi thúc, trong chớp mắt lớp ngụy trang đã vỡ tan, trái tim Trần Thế Hào loạn nhịp, đập thình thịch trở nên kịch liệt. Vì thế, ông ấy không màng tất cả trở về thủ đô, muốn nói gì đó với những người năm xưa, thậm chí không tiếc phải phản kháng lần nữa. Đây chính là kết cục bây giờ chăng? Mọi người nhìn Trần Thế Hào, đợi ông ấy nói tiếp. Tôi trở về thủ đô, muốn tìm mấy người đó nói chuyện rõ ràng, vốn dĩ tôi cho rằng thành tựu của tôi bây giờ mặc dù không sánh bằng Trần gia, nhưng chắc cũng có thể coi như có chút thành tích, nhưng không ngờ được, tầm nhìn của bọn họ vẫn nông cạn như vậy. Trần Thế Hào gượng cười rồi nói, khóe miệng hơi cong lên, càng thêm phần châm biếm những người kia. Có điều lần này tôi đến thủ đô, cũng không hẳn là không có thu hoạch nào, tôi đã phát hiện một bí mật kinh người, điểm này, tôi cảm thấy có tác dụng rất quan trọng đối với hoạt động tiếp theo của chúng ta ở tỉnh Tương Tây, nên gọi mọi người đến đây, muốn cùng mọi người thương lượng một tí. Trần Thế Hào đã thay đổi tâm trạng, biến những chuyện phiền lòng và thất bại thành hư không, lập tức trở nên cực kỳ nghiêm túc. Mọi người nghe thấy vậy, lập tức ngồi ngay ngắn, nhất là mấy người Vương Đại Lục, vẻ mặt của từng người lại càng chăm chú, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ câu nói nào đó của Trần Thế Hào. Chuyện gì vậy? Chu Dương cũng hiếu kỳ không kém, không phải anh chưa từng đến thủ đô, chỉ là năm đó khi anh đến, thật sự không giống với suy nghĩ của anh. Lúc đó, khi còn là sinh viên, anh đến thủ đô, đơn giản chỉ là đi chơi mà thôi. Đối với thế lực gia tộc ở thủ đô, càng không có chút hiểu biết. Gia tộc Thương gia của thủ đô, có một tiểu công chúa bây giờ đang ở Trường Sa, tỉnh Tương Tây. Trần Thế Hào trầm giọng nói, rõ ràng lúc nói đến tiểu công chúa của Thương gia này, biểu cảm trên gương mặt vẫn không tự nhiên. Thương gia, tiểu công chúa, ở Trường Sa, Tương Tây. Trần Thế Hào vừa dứt lời, lập tức có người kinh ngạc hô lên. Có điều trọng điểm của mọi người khác nhau. Sắc mặt của Chu Dương trở nên nghiêm túc hơn. Mặc dù anh không biết tiểu công chúa của Thương gia này rốt cuộc có lai lịch gì, có thế lực như thế nào ở thủ đô. Nhưng chỉ nhìn thấy nét sững sờ và nghiêm túc trên gương mặt của Trần Thế Hào, anh biết, lai lịch của cô gái này chắc chắn không nhỏ. Thậm chí, sức ảnh hưởng của cô ấy ở thủ đô, còn vượt xa tưởng tượng của mình. Trần Tổng, tiểu công chúa của Thương gia này rốt cuộc có lai lịch gì? Tôn Việt là người đầu tiên lên tiếng hỏi. Có lẽ vô cùng hiếu kỳ với các thế lực và nhân vật phức tạp ở thủ đô. Tôn Việt vừa hỏi, người khác cũng nhao nhao nhìn Trần Thế Hào, đều muốn biết cô con gái của gia tộc Thương gia này rốt cuộc có lai lịch gì, lại khiến Trần Thế Hào cẩn trọng như thế, ngay cả giọng điệu khi nhắc đến đối phương cũng trở nên trầm thấp không ít. Tiểu công chúa của gia tộc Thương gia này, đến từ Thương gia của thủ đô, là một trong tứ đại gia tộc ở thủ đô, thế lực vô cùng hùng mạnh, người thường không thể tưởng tượng nổi. Trần Thế Hào chậm rãi nói. Nhưng chưa nói hết câu, bầu không khí trong phòng bỗng nhiên một ngạt bí bách. Trên thực tế, tôi đến từ Trần gia ở thủ đô, với thế lực của Trần gia bây giờ, cho dù Tô gia của Đông Hải, hay những gia tộc như Tôn gia, ở trước mặt của Trần gia cũng không chịu nổi một cú đả kích. Trần Thế Hào nói như vậy, cho dù đụng chạm đến Tô Vĩ, nhưng cũng không khách khí. Những người khác lại không giống vậy, nhất thời cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Bọn họ không ngờ Trần Thế Hào lại xuất thân từ gia tộc có thế lực hùng mạnh như vậy. Ngay cả Tô gia, Tôn gia, ở trước mặt Trần gia cũng không chịu nổi một cú đả kích. Chỉ là ngẫm lại thì, mọi người đều đến từ Đông Hải, có hiểu biết về thế lực Tôn gia, Tô gia, cho dù bản thân không phải hiểu rõ tường tận, nhưng cả Đông Hải này, chỉ có ít ỏi mấy gia tộc lớn mạnh như vậy. Bọn họ bây giờ đã không tưởng tượng được thế lực của Trần gia rốt cuộc lớn mạnh cỡ nào. Trần Thế Hào lại nói đến Trần gia trước, vậy Thương gia thì sao? Có phải còn lớn mạnh hơn cả Trần gia? Sự hô hấp của mọi người lập tức trở nên gấp gáp,
tất cả đều nhìn Trần Thế Hào không chớp mắt, đợi ông ấy tiếp tục nói. Trần Thế Hào hít sâu một hơi, lồng ngực cũng phập phồng bất định. Rõ ràng, ông cũng không thoải mái như mọi người đã thấy. Chẳng ai có thể tưởng tượng, khi ông ấy biết được cô con gái của thương gia đang ở Trường Sa, Tương Tây, trong lòng đã hỗn loạn cỡ nào. Không đơn giản chỉ là tên tuổi của thương gia, còn có đặc điểm của chính của cô tiểu công chúa đó. Có thể nói, nếu Trần gia muốn chỉnh đốn những gia tộc của Đông Hải, dĩ nhiên sẽ bị Liên Hợp của Đông Hải chống lại, nhưng khi thật sự phản kích lại, Đông Hải cũng không ngăn cản nổi. Nhưng Trần gia ở thủ đô, cùng lắm cũng chỉ là một gia tộc nhị lưu mà thôi, ngay cả gia tộc hạng nhất cũng không phải, đừng nói có thể so sánh với gia tộc lớn mạnh như thương gia. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 29.